Nguyên Tôn tập 53, Thiên Lôi Huyền Hỏa Chi Uy, tập 54, Lực đấu từ Viêm Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bên ngoài sơn mạch, mây mù lượn lờ, hào khí sôi trào, vô số đệ tử đều hưng phấn khi nhìn qua từng cái màn hình bằng nguyên khí ở trên bầu trời. Lúc này, trong mỗi một cái màn hình đều có những trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt đang diễn ra. Những người có tư cách tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím đều được xem như là người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của Thương Huyền Tông rồi. Ngày bình thường, địa vị của bọn họ cũng không thấp, cho nên khi bọn họ hội tụ cùng một chỗ để cùng cạnh tranh, chàng diện kia có thể nói là đặc sắc đến mức làm cho rất nhiều đệ tử đều nhìn không rời bắt được. Phù phù, phù phù. Mà ở bên trong dòng sông uốn lượn bên ngoài sơn mạch thì là không ngừng có đệ tử bị một chùm sáng xoáy lên vứt bỏ ra bên ngoài, đó là những đệ tử bị loại bỏ ở bên trong sơn mạch kia. Oa, wow, tôi Tô Huyền sư tỷ của Thương Huyền Phong rất lợi hại, lúc này, mới không đến 15 phút, sư tỷ dĩ nhiên cũng đã lấy được năm đạo ấn ký. Mục Xuân Lôi sư huynh của Tuyết Liên Phong nữa, huynh ấy cũng có nam đạo ấn ký rồi còn có nhạc thiên sư huynh của kiếm lai phong hạ vũ tiểu sư tỷ của linh văn phong nữa Trực trực, quả nhiên bọn họ đều không hổ là đệ tử đai vàng mạnh nhất của trừ mạch các phong chiến tích đều có thể nói là kinh người thật sự của bọn họ rất cường đại so sánh với bọn họ những đệ tử khác vẫn là kém một chút nhìn qua cảnh tượng trong những màn hình nguyên khí kia các đệ tử đều nhao nhao nghị luận cũng có đệ tử chú ý đến chu nguyên mà khi bọn họ nhìn về hướng cái màn hình bằng nguyên khí kia thì chợt hô lên đó là la đạo sư huynh của kiếm lai phong không ngờ vừa mới bắt đầu không được bao lâu mà trung nguyên đã gặp phải cường địch rồi thành âm truyền ra lập tức đưa tới không ít ánh mắt kinh dị nhìn qua hai người rằng co trong màn hình bằng nguyên khí phần đông đệ tử đều trâu đầu trò chuyện tiếng bàn luận xôn xao gặp phải la đạo sư huynh sớm như vậy trung nguyên này còn thật là xui xẻo đó đúng vậy đó cho dù là ở bên trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của kiếm lai phong la đạo sư huynh cũng có thể đứng vào top ba tuyệt không phải là người đơn giản đúng vậy lúc trước ta vẫn luôn quan sát la đạo sư huynh chiến đấu đã có ba đệ tử thua ở trong tay của huynh ấy rồi hắc hắc xem ra chu nguyên sẽ chuẩn bị là người thứ tư rồi đáng tiếc lúc trước ta còn thấy chu nguyên này đã kiếm được tận bốn đạo ấn ký rồi nhưng mà hiện tại cuối cùng là hắn đã đụng phải cọng rơm hơi cứng rồi chu nguyên cùng la đạo va chạm hiển nhiên là rất đáng xem trận chiến này nhanh chóng đưa tới càng ngày càng nhiều đệ tử chú ý trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bàn luận xôn xao mà cố hùng y đồng dạng là cũng nhìn thấy cảnh tượng này nàng hơi nhíu mày bởi vì nàng tự nhiên cũng đã từng nghe nói qua về la đạo này thực lực của người này hoàn toàn chính xác là không kém không ngờ người đầu tiên của kiếm lai phong mà Chu nguyên gặp phải lại chính là hắn xem ra vận khí của vị chu nguyên sư đệ này cũng không tức lắm ở bên cạnh cố hồng y vị tần lam sư huynh kia nhắm hai mắt lại giống như cười mà không phải cười nói hơn nữa quan trọng nhất là hiện tại nhạc thiên lục huyền âm cùng rất nhiều đệ tử của kiếm lai phong đều đang chạy đến chỗ đó nếu như chu nguyên bị la đạo cuốn lấy chỉ sợ không bao lâu nữa hắn sẽ phát hiện là mình đã không còn đường nào để có thể đi. Cố Hồng Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói lời nào, nhưng bàn tay ngọc lại không nhịn được nắm chặt. Hiện tại, tình cảnh của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác là không quá ổn. Chu Nguyên, ngươi phải cẩn thận đó. Ơ, ờ, Chu Nguyên muốn động thủ sao? Đang nhìn chằm chằm vào màn hình bằng nguyên khí, Tần Lam chợt cười to. Ha ha ha, lá gan của Chu Nguyên này thật sự là không nhỏ đó, lại dám dùng tay không để đón đỡ kiếm của La Đạo. Chẳng lẽ hắn không biết nguyên khí của đệ tử kiếm Lai Phong chính là thứ sắc bén nhất của Thương Nguyên Tông chúng ta sao? Khóe miệng của Tần Lam hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai, bởi vì hắn thấy Trung Nguyên xòe bàn tay ra, bắt lấy kiếm quang. Rất nhiều đệ tử ở chung quanh cũng hô to, một vài nữ đệ tử càng không nhịn được nhắm mắt lại, tựa như là sợ nhìn thấy cảnh tượng bàn tay của Trung Nguyên bị kiếm quang cắt đứt. Khuôn mặt của Cố Hồng Y cũng trở nên trắng bệch, chỉ có thần sắc mỉa mai ở trên mặt Tần Lam kia càng ngày càng thịnh, hắn nhìn chăm chăm vào trong màn hình bằng nguyên khí, tựa hồ là muốn xem tiếp theo Trung Nguyên sẽ chật vật đến như thế nào. Mà lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy bàn tay giống như là bằng vàng kia của Trung Nguyên bị kiếm quang xẹt qua nhưng chỉ có hoa lửa chói mắt xuất hiện, cũng không có bất kỳ giọt máu tươi nào rơi ra. Sau đó Trung Nguyên lập tức bước đến gần La Đạo, một quyền mạnh mẽ đánh vào bụng của người sau. Chiến đấu kết thúc, tất cả tiếng bàn luận xôn xao lập tức im bặt. Vào lúc này, khuôn mặt của rất nhiều đệ tử đều cứng lại, nhìn thấy cái kia La Đạo chậm rãi ngã xuống dưới chân Chu Nguyên, trong mắt của tất cả mọi người đều là vẻ khó tin gần kề chỉ là một quyền. La Đạo, người được coi là người mạnh thứ ba trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của kiếm Lai Phong cứ như vậy bị đánh bại. Tiếng nốt nước bọt không ngừng vang lên. Chuyện này tựa hồ hoàn toàn không giống với cục diện trong tưởng tượng của bọn họ. Vào lúc này, nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt của Tần Lam cũng cứng ngắc. Đột nhiên, khóe miệng của hắn thoáng co giật rồi hắn hét lên. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể dùng tay không để tiếp theo kiếm khí của La Đạo được? Lấy thực lực của La Đạo, coi như là vậy U Huyền có tu vi thái sơ cảnh, Lục Trọng Thiên cũng không dám dùng tay không để đón, bởi nếu như làm thế thì chỉ có một kết cục là bị chặt đứt tay mà thôi, nhưng mà Chu Nguyên chỉ có tu vi thái sơ cảnh tam trọng thiên thì sao có thể làm được điều này. Ở một bên, Cố Hồng Y thì thở dài một hơi như là chút được gánh nặng, rồi đột nhiên nàng nhàn nhạt, nhạt nhìn Tần Lam một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng sự kinh biệt ở trong mắt của nàng lại làm cho Tần Lam lập tức cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng rát. Lúc trước, hắn còn ở nơi này chào phúng Chu Nguyên, kết quả là chỉ trong nháy mắt lời nói lúc trước đã hóa thành một cái tát đánh trở lại. Tần Lam sư huynh, muốn nhìn thì nên yên tĩnh một chút, tích chút khẩu đức cũng không phải là không có chỗ tốt. Cố Hồng y bình tĩnh nói nhưng ngôn ngữ lại cực kỳ sắc bén, cũng không có cho Tần Lam này nở phần mặt mũi. Khuôn mặt của Tần Lam biến đổi giữa hai màu xanh trắng nhưng hắn cũng không dám phản bác lại Cố Hồng y, chỉ có thể để cơn tức này nghẹn ở trong lòng. Âm trầm nhìn thoáng qua Chu Nguyên trong màn hình bằng nguyên khí, ở trong lòng, hắn thầm nói, có cái gì tốt mà đắc ý chứ? Chờ đến lúc nhạc thiên hiện thân rồi, người sẽ đẹp mặt, mà trên ngọn núi của đệ tử trong một mạch của thẩm thái uyên nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều sư huynh đệ cũng hô to lên tiếng ủng hộ lúc trước bọn họ đã chờ đợi lo lắng cho tình cảnh của trung nguyên nhưng không ngờ hắn lại tặng cho bọn họ bất ngờ lớn đến như vậy ở trên vách núi lý khanh thiền thu hồi ánh mắt nói trung nguyên này thật đúng là cũng có chút quyết đoán đối mặt với đệ tử của kiếm lai phong mà dám dùng tay không tới đón dũng khí như vậy thật sự không nhỏ yêu yêu thì tựa như là không thèm đếm sửa tới mà nói chỉ là một tiểu lâu la mà thôi nghe yêu yêu nói vậy khuôn mặt lạnh lùng giống như băng của lý khanh thiền cũng không nhịn được mà lộ ra thần sắc kinh ngạc đột nhiên nàng tức giận nói đối với cô la đạo đích thật là một từ lâu la nhưng mà chu nguyên sợ là còn không có bản lãnh như vậy lúc trước la đạo chỉ sợ cũng hoàn toàn không ngờ chu nguyên dám làm như thế bằng không thì chưa hẳn sẽ bại bởi một chiêu của hắn hơn nữa mặc dù hắn đã đánh bại la đạo nhưng lại bị ngọc mê hương mà la đạo đeo nhiễm lên rồi đó là hương thơm mà chỉ kiếm lai phong mới có cho nên tiếp theo, chỉ sợ đệ tử của kiếm lai phong sẽ dễ dàng truy tung được hắn. Đến lúc đó mới là thời điểm phiền toái nhất của hắn. Trực trực, trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím, dùng sức mạnh của một người chống lại đệ tử của một phong, chuyện này có thể nói là còn chưa bao giờ xuất hiện qua tại thương nguyên tông đấy. Yêu yêu nghĩ nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói, như vậy tiếp theo sẽ xuất hiện rồi. Lý Khanh thiền trì trệ, đôi mắt dễ thương nhìn qua bóng người trẻ tuổi đang nhanh chóng chạy đi ở trong màn hình bằng nguyên khí kia, nàng thoáng trầm mọc một lúc, sau đó nói, hy vọng hắn sẽ không khiến cho cô phải thất vọng đó. Bá, ở bên trong khu rừng rậm rạp, Trung Nguyên giống như một đám sương khói, nhanh chóng lướt đi, trong lúc mơ hồ, mọi người có thể trông thấy tàn ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hiển nhiên là Trung Nguyên đã thi triển tốc độ đến cực hạn. Mặc dù hắn người không thấy hương thơm tản ra từ trên thân thể của mình nhưng nhờ lại có thể phát giác được một loại mùi hương khác thường quấn quanh người mình, mùi hương này cực kỳ ngoan cố, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều khó có thể trừ tận gốc. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chỉ sợ lúc này đệ tử của kiếm lai phong đang chạy đến từ bốn phương tám hướng để vây khốn hắn ánh mắt của trung nguyên có chút lập lòe hắn lẩm bẩm các ngươi đã muốn vây san ta vậy thì ta sẽ tìm nơi tốt để chuẩn bị một món quà lớn cho các ngươi vừa dứt lời lúc thân ảnh của hắn đã như là một tia chớp nhanh chóng biến mất ở trong rừng rầm mà sau khi trung nguyên biến mất không lâu nơi đây trượt có âm thanh xé gió vang lên sau đó hai bóng người đã đáp xuống trên một cành cây to hai bóng người này là một nam một nữ đương nhiên đó là nhạc thiên cùng với lục huyền âm của kiếm lai phong chạy trốn thực vui vẻ. Lục Huyền âm lạnh lung nói. Nhạc Thiên vẫn cười tùng tìm, hắn nói, xem ra hắn cũng đã nhận thấy rồi. Lục Huyền âm cao mày nói, hiện tại, tiểu tử này triển khai tốc độ cực hạn, liều mạng chạy trốn, chúng ta muốn truy đuổi cũng thật là có chút phiền toái. Nhạc Thiên hời hợt nói, dã thú bị sợ hãi thì đều dốc sức liều mạng chạy trốn, nhưng mà chờ đến lúc nó không thể chạy trốn được nữa thì cũng chỉ có thể để mặc cho người chém giết rồi. Những đệ tử khác của Kiếm Lai Phong ta đã tạo thành lưới bao vây quanh khu vực này rồi, hắn trốn không thoát được, Nhạc Thiên sờ sờ gương mặt, thở dài, chỉ vì đối phó một người là Chu Nguyên mà Kiếm Lai Phong ta lại phải cử nhiều đệ tử ưu tú như vậy đến vây quét, thật sự là mất mặt đấy. Nhưng mà từ xưa đến nay, ta làm việc không thích có chuyện ngoài ý muốn, cho nên ta cảm thấy đã muốn làm, vậy thì phải ngăn chặn hết thảy mọi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, triệt để bóp chết tất cả hy vọng của đối phương. Ở một bên, Lục Huyền Âm cũng tràn đầy đồng cảm mà nói, tiểu tử này hoàn toàn chính xác là rất tà môn, luôn làm ra chuyện khiến cho người ta không ngờ tới được. Vừa dứt lời, đôi mắt sáng của lục huyền âm nhìn về phía nhạc thiên nàng cười nói nhưng mà đáng tiếc lần này hắn lại gặp được nhạc thiên sư huynh đối với phương thức làm việc cẩn thận này của nhạc thiên nàng cũng có chút đồng ý dù sao nếu như nhiều đệ tử của kiếm lai phong bọn họ như vậy đồng thời ra tay mà lại không thể giải quyết chu nguyên vậy thì thật sự là đà kích không nhỏ đối với thanh danh của kiếm lai phong bọn họ nhạc thiên ruột dài cười nhắm hai mắt lại sau đó hắn nhìn qua phương hướng chu nguyên vừa biến mất phất phất tay nụ cười tươi tựa như là có vẻ nghiền ngẫm chuẩn bị thu lưới đi tiếp theo chúng ta nên để cho vị trung nguyên sư đệ này biết một chút về thủ đoạn của kiếm lai phong chúng ta theo thời gian trôi qua bên trong sơn mạch khổng lồ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nhưng mà thực lực của những đệ tử còn ở lại đều ngày càng mạnh mẽ hơn nữa bọn họ cũng đều dần dần tiến gần đến trung tâm của sơn mạch một chỗ trong sơn mạch ba gã đệ tử liên thủ cùng đi hiển nhiên bọn họ là đệ tử của cùng một phong lúc này bọn họ đi cùng với nhau ánh mắt luôn đề phòng khi nhìn về bốn phía chấn động của nguyên khí ở quanh thân như có như không hiển nhiên là bọn họ cũng đã chuẩn bị tùy thời ứng phó tình huống đột nhiên xảy ra. Hư! Đột nhiên, ba người nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía bên phải, chỉ thấy được chỗ đó, một bóng người giống như làn khói lướt nhanh qua, tốc độ nhanh đến mức khó tin làm cho không người nào có thể thấy rõ, chỉ có thể phát giác được cây cối ở chung quanh có chút chấn động. Ai? Bọn họ hét to lên, nguyên khí quanh thân lập tức khởi động tựa như là muốn ra tay, bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Nhưng mà còn không đợi bọn họ ra chiêu, bóng người giống như làn khói kia đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Ba người trợn mắt há hốc mồm, sau đó nhìn nhau rồi cùng lau mồ hôi lạnh ở trên trán và đồng thành nói, thằng này là ai, tốc độ cũng quá nhanh rồi, còn nhanh hơn cả tia chớp nữa. Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ bộ dáng của đối phương thì người kia đã chạy mất rồi. Được rồi, bất kể hắn là ai, có tốc độ nhanh như vậy thì đều không phải là người yếu, chúng ta không nên trêu chọc chuyện không đâu. Một người nói, hai người khác cũng gật đầu, tràn đầy đồng cảm mà ngay khi bọn họ định đổi một hướng đi khác thì bỗng nhiên cả ba cảm ứng được vài khí tức lang lệ ác liệt đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ hơn nữa là theo bốn phương tám hướng cái loại động tĩnh này làm cho sắc mặt của ba người bọn họ biến đổi ba người vội vàng đứng tựa lưng vào nhau nguyên khí bắt đầu khởi động đề phòng nhìn qua phương hướng của những khí tức kia mấy chục giây sau cây cối lay động bảy tám bóng người lao đến đáp xuống đứng ở trên đỉnh cây từng ánh mắt lang lệ ác liệt nhìn về phía ba người đang đứng giữa đất trống là người của kiếm lai phong đến khi nhìn thấy rõ những người này là ai cả ba đều dùng mình kiếm lai phong vây san chu nguyên người không có phận sự hãy tránh ra nhìn thoáng qua ba đệ tử của hồng nhai phong ở phía dưới bảy tám đệ tử của kiếm lai phong quát to vừa dứt lời bọn họ cũng không để ý tới ba người kia nữa mà lại một lần nữa lao đi đuổi theo phương hướng người trước vừa biến mất nhìn qua đệ tử của kiếm lai phong rời đi ba người kia đều cực kỳ kinh ngạc đột nhiên một người không nhịn được nói kiếm lai phong này vậy mà lại dồn toàn lực đi vây san chu nguyên như thế sao đội hình thế này cũng quá phu trương rồi mặt khác một đệ tử bĩu môi có chút khinh thường mà nói kiếm lai phong này cũng thật sự là vô sỉ thánh nguyên phong đã ít người ba mạch lại không hòa thuận lần này chu nguyên có thể nói là chỉ có một mình bọn họ lại vẫn ỉ vào nhiều người đi đối phó người ta hai người khác gật gật đầu có chút đồng tình mà nói lúc trước bóng người kia có lẽ chính là chu nguyên rồi thằng này cũng thật là không may đó vậy mà có thể khiến cho kiếm lai phong dồn toàn lực để vây săn lúc này đây chỉ sợ tình cảnh của hắn thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi đệ tử của kiếm lai phong nói rõ muốn loại chu nguyên ra khỏi kỳ thi tuyển chọn này để hắn còn không thể trở thành đệ tử đai tím chuyện đệ tử của kiếm lai phong dồn toàn lực để vây săn đuổi giết chu nguyên dùng tốc độ rất nhanh mà lan truyền khắp sơn mạch đồng thời chuyện này cũng gây xôn xao làm cho những đệ tử khác liên tục cảm thán kiếm lai phong này vô sỉ cùng với chu nguyên không may cảm thán thì cứ cảm thán nhưng cũng không có quá nhiều người định ra tay tương trợ chu nguyên dù sao căn cơ ở trong nội sơn của chu nguyên còn quá yếu hơn nữa thánh nguyên phong cũng quá xuống dốc rồi vì giúp chu nguyên mà đắc tội kiếm lai phong như mặt trời ban trưa thật sự là không có lợi mà loại động tĩnh này tự nhiên cũng gây nên xôn xao ở bên ngoài sân mạch đối mặt với chuyện kiếm lai phong vây săn đuổi giết chu nguyên rất nhiều đệ tử đều kín đáo phê bình dù sao loại chuyện lấy nhiều khi ít này của kiếm lai phong thật sự là hơi thiếu phong độ nhưng mà những lời phê bình kín đáo của bọn họ hiển nhiên là cũng không cải tiến được cái gì bởi vì trên cái thế giới này vốn cũng không có tuyệt đối công bình chu nguyên danh tiếng quá thịnh trung quy là vẫn khiến cho nhiều người đố kỵ mà phẫn nộ nhất không ai qua được các đệ tử trong một mạch của thẩm thái uyên bởi vì cử động này của kiếm lai phong hiển nhiên là nói rõ không hề để một mạch bọn họ vào trong mắt cho nên hành động căn bản cũng không có nửa điểm kiêm kỵ khuôn mặt già nua của thẩm thái uyên cũng hơi trầm xuống trong mắt có lửa giận bốc lên nhưng mà cuối cùng ông vẫn hít sâu một hơi áp chế cơn giận dữ của mình xuống dưới đáy lòng bởi vì kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím vốn dĩ là có chút tàn khốc trong đó không có quá nhiều quy tắc cho nên dù ông có đi cáo trạng với trưởng giáo thanh dương cũng không có tác dụng gì cả. Mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào bản thân trung nguyên tự mình ứng phó. mà ở cách đó không xa đệ tử trong một mạch của trưởng lão lữ tùng kia cũng hơi có chút oán giận. dù sao bọn họ cũng xem như là đệ tử của thánh nguyên phong, hành vi này của kiếm lai phong cũng tỏ vẻ không có để bọn họ vào trong mắt. cho nên đối mặt với cảnh tượng này, cho dù người dĩ vãng có chút khúc mắc đối với trung nguyên như là lữ yên cũng đều nhíu mày, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, kiếm lai phong này cũng quá vô sỉ rồi. nhưng mà ngoại trừ nói mấy câu như vậy nàng cũng không có biện pháp nào khác bởi vì coi như là toàn bộ đệ tử tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím trong một mạch của bọn họ đi trợ giúp chu nguyên cũng không quá đáng chỉ là bọn ngựa đấu xem mà thôi mấy đệ tử ở bên cạnh nàng cũng đều trầm mặc xuống nhìn qua bóng người trẻ tuổi đang không ngừng bỏ chạy vào chỗ sâu trong sơn mạch trong màn hình bằng nguyên khí kia lữ yên nghiến chặt hàm răng nói chu nguyên nếu như hôm nay ngươi còn có thể lại để cho ta ngoài ý muốn một lần ta đây sẽ tin tưởng tương lai ngươi thực sự có tư cách đuổi theo sở thanh sư huynh Nghe nàng nói vậy, những đệ tử ở bên đều khiếp sợ nhìn qua nàng, có thể khiến cho fan hâm mộ của nhiệt này của sở thanh sư huynh nói ra những lời này, Trung Nguyên có thể nói là cực kỳ đáng sợ rồi. Thấy ánh mắt của những người bên cạnh, Lữ Yên lập tức trừng lại, hung dữ nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi cảm thấy hắn có khả năng làm được sao? Mọi người tức cười rồi chợt im lặng ác đầu. Đối mặt với sự vây quét của toàn bộ những người ưu tú nhất trong hãng ngũ đệ tử đai vàng của kiếm Lai Phong, Trung Nguyên chỉ có một mình thì làm sao có thể lật bàn được đây khác với sự oán giận của đệ tử trong mạch của thẩm thái uyên lữ tùng đệ tử trong một mạch của lục hồng thì là lộ ra cái nhìn có chút hả hê bọn họ đều đến từ kiếm lai phong cho nên căn bản không có coi bản thân là đệ tử của thánh nguyên phong mà Trung nguyên hôm nay bị kiếm lai phong vây săn ngược lại là làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ thống khoái trước khi tiểu tử này không phải là rất hung hăng càn quấy ấy ư bây giờ hắn cũng không phải là chỉ có thể chạy thục mạng khắp nơi như chó nhà có tăng sao ở dưới sự chú ý của vô số đệ tử nhóm người săn đuổi của kiếm lai phong đã xâm nhập vào sâu trong sơn mạch cuối cùng chỉ thấy được ở bên trong mây mù lợn lờ có mười ngọn núi như ẩn như hiện mà lúc này chu nguyên cũng trực tiếp xông vào trong một thung lũng sương mù nhàn nhạt, nhạt ở trong đó tuôn ra che đậy bóng dáng của hắn ngay sau khi chu nguyên xông vào trong cái thung lũng kia trong thiên địa âm thanh xé gió vang lên từng bóng người cưỡi mây từ trên trời đáp xuống trực tiếp phong tỏa cái thung lũng này nhạc thiên cùng lục huyền âm cũng từ phía trên đáp xuống đứng ở trên một cây đại thụ nhìn qua thung lũng trước mắt hai người liếc nhìn nhau khóe miệng đều có nụ cười trêu tức hiện ra đuổi theo lâu như vậy cuối cùng là con dã thú này đã sức cùng lực kiệt rồi ở bên ngoài thung lũng cũng có không ít đệ tử của phong khác hiện thân dù sao kiếm lai phong làm ra động tịnh quá lớn hơn nữa tại đây đã là khu vực bên ngoài của mười phong đệ tử khác tự nhiên là bị hấp dẫn mà đến ánh mắt của nhạc thiên khẽ lướt qua xung quanh sau đó hắn ôm quyền cửa nhạc nói đây là chuyện giữa kiếm lai phong chúng ta cùng chu nguyên này nếu là quấy dày đến các vị nhạc mỗ hiện ở chỗ này nói lời xin lỗi ngụ ý là cảnh cáo những người khác không nên nhúng tay. Nghe Nhạc Thiên nói vậy, ánh mắt của những đệ tử vừa đến hơi lóe sáng, cuối cùng tất cả đều không có lên tiếng, dù sao bọn họ cũng không tính là có quen biết với Trung Nguyên, tự nhiên là không có ý định vì hắn mà đắc tội với mấy người Nhạc Thiên. Nhưng mà hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Hứ, Nhạc Thiên, kiếm lai like phong các ngươi không khỏi cũng quá vô sỉ rồi, nếu như có rời thì cứ cử người đơn đà độc đấu với Trung Nguyên, quang minh chính đại chiến thắng như vậy mới đẹp chứ, các ngươi cần gì mà phải làm như thế này? một giọng nói thanh thúy vang lên chỉ thấy được một bóng người xinh đẹp đi ra hử lạnh nói người này đúng là tô huyền của thương huyền phong dù sao nàng cũng có quen biết với cố hồng y người sau còn từng lên tiếng nhờ nàng hôm nay nhìn thấy trung nguyên bị đối xử không công bình như thế nàng tự nhiên là không nhịn được mà đứng ra nói mấy câu nhìn thấy tô huyền đi ra nói chuyện nhạc thiên thoáng nhíu mày nhưng còn không đợi nhạc thiên nói chuyện thì là đã có thêm một giọng nói ồm ồm vang lên tô huyền cô vẫn cứ ưa thích xen vào việc của người khác như vậy nếu cô rảnh rỗi như vậy chi bằng đến đây, cùng đấu với ta một trận đi. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy được một nam tử áo đen đi ra, mặc dù diện mục của hắn khá bình thường, nhưng khi nhìn thấy hắn, người chung quanh đều khẽ dùng mình. Bởi vì người này chính là Uông thần của lôi ngục phong, cũng là một trong những người có cơ hội đoạt giải nhất trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này. Uông thần, tô huyền nhíu mày, lạnh giọng nói, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi. Uông thần một thân áo đen đứng trong gió, mặt không biểu tình, hắn không có trả lời, nhưng thái độ này biểu lộ rất rõ ràng, nếu như tô uyển muốn nhúng tay thì hắn sẽ ra tay ngăn cản nàng tô uyển tức giận đến mức bàn tay ngọc đều nhanh nắm lại tựa như là không nhịn được mà sắp sửa ra tay nhìn qua cảnh tượng này rất nhiều đệ tử ở chung quanh đều âm thầm lắc đầu xem ra nhạc thiên đã hạ quyết tâm phải cho trung nguyên một bài học ở chỗ này cho nên đã sớm đề phòng có người tương trợ trung nguyên mà hôm nay tô uyển đã bị người ngăn cản chắc hẳn tiếp theo kết cục của trung nguyên thật sự là đã định rồi thấy uông thần đã đứng ra ngăn cản tô uyển nhạc thiên cũng thu hồi ánh mắt trở lại nhìn qua thung lũng đã bị bọn họ phong tỏa ở trước mắt hắn nhắm hai mắt lại có thanh âm nhàn nhạt vang lên động thủ bắt hắn tống ra ngoài ngay tại khi hắn vừa dứt lời những đệ tử của kiếm lai phong ở chung quanh lập tức lao tới thung lũng nhìn qua cảnh tượng này lục huyền âm đứng ở ngọn cây khóe miệng hơi nhếch lên chu nguyên lúc này đây ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể làm thế nào để xoay người hư hư ngay khi nhạc thiên vừa dứt lời chỉ thấy được ở chung quanh thung lũng những đệ tử của Kiếm Lai Phong kia nhanh chóng phân ra chín người vọt vào bên trong thung lũng bị sương mù nhàn nhạt, nhạt bao phủ. Thung lũng này có diện tích cũng không nhỏ, địa hình trong đó còn có chút phức tạp, nhưng mà khi chín bóng người kia xếp thành đội hình như một chiếc quạt dần dần tiến về phía trước để tìm kiếm, những thứ kia hiển nhiên là đều không thể hình thành trở ngại rồi. Những người còn lại chuẩn bị, một khi phát hiện tung tích của Chu Nguyên thì lập tức động thủ. Nhạc Thiên đứng ở ngọn cây, hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, "Ở bên ngoài thung lũng còn có gần 10 bóng người dùng ánh mắt sắc bén" không ngừng nhìn chằm chằm vào trong thung lũng dài đặc sương mù kia. Nhìn qua cảnh tượng này, Tô Huyền cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Mặc dù ở bên cạnh nàng cũng có một vài đệ tử của Thương Huyền Phong nhưng mà những đệ tử này cũng không có giao tình gì với Chu Nguyên, nếu như muốn cho bọn họ ra tay tương trợ mà đắc tội mấy người Nhạc Thiên thì chỉ sợ bọn họ cũng không quá cam tâm tình nguyện. Dù sao nói cho cùng, Tô Huyền còn không có đủ uy tín để làm việc đó. Cho nên nàng cũng hơi nghi hoặc, vì sao những đệ tử của Kiếm Lai Phong này lại hoàn toàn nghe theo Nhạc Thiên điều khiển, nói chung muốn làm được đến loại trình độ này? trừ phi là đệ tử thủ tịch hoặc là vị thánh tử kia của kiếm lai phong bọn họ mở miệng. Nhưng mà tại sao nhân vật ở cấp độ này lại muốn gây khó dễ với một đệ tử đai vàng như Chu Nguyên? Nàng cố gắng suy nghĩ nhưng sau nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, đôi mắt dễ thương tỏ vẻ tức nuối khi nhìn về phía thùng lũng kia. Lúc này đây, nàng cũng xem như là không có biện pháp ra tay tương trợ Chu Nguyên rồi, cho nên có thể vượt qua nguy cơ này hay không thì phải xem chính bản thân Chu Nguyên rồi. Đương nhiên, theo Tô Uyển, cục diện này đã là tử cục rồi, dựa vào sức của một mình chu nguyên căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế giao nhạc thiên xuất lĩnh những người ưu tú bên trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của kiếm lai phong này được hồng y sư muội lần này xem ra sư tỷ cũng bất lực rồi năng lực gây chuyện của chu nguyên này cũng quá không tầm thường rồi bên ngoài sơn mạch nhìn qua trong màn hình bằng nguyên khí cảnh tượng này những ngón tay ngọc của cố hồng y cũng đang bấm chặt vào lòng bàn tay của nàng lúc này động tính ở bên trong gần như là bị tất cả đệ tử đến quan sát phát giác việc này cũng khiến cho rất nhiều tiếng xôn xao vang lên người của kiếm lai phong đã vây chu nguyên kia ở trong thung lũng rồi hơn nữa lần này còn là do nhạc thiên dẫn đội kiếm lai phong này thật sự là dốc toàn bộ sức mạnh đó chu nguyên này cũng quả là không may nhưng mà có thể khiến cho kiếm lai phong dồn toàn lực vây quét chu nguyên này cũng coi như là có bổn sự sau lần này dù hắn không thể thông qua kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím thì cũng có thể danh chấn thương nguyên tông rồi tại sao có thể như vậy ta đã đặt cửa hết gia sản của mình vào hắn đó đủ loại tiếng nghị luận vâng lên gần như là trong khoảnh khắc làm cho tuyệt đại đa số ánh mắt đều nhìn về phía màn hình bằng nguyên khí kia mà ở trên ngọn núi nguyên nga nhất thanh dương trưởng môn cùng với sáu vị phong chủ đồng dạng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ chỉ cần cho thần thức lướt qua là đã biết được chuyện gì đang phát sinh sau đó trong mắt mỗi người đều xẹt qua vẻ kinh ngạc bởi vì loại tình huống toàn bộ đệ tử của cả một phong vây công một người này rất ít khi xuất hiện trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím ha 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 phong chủ linh quân đệ tử của kiếm lai phong các ngươi tựa hồ là tương đối có kinh nghiệm đối với việc lấy nhiều khi ít ỉ mạnh bắt nạt yếu đó đôi mắt đẹp của phong chủ liên y của tuyết liên phong quét qua trượt cặp môi đỏ mọng khẽ nhích lên tạo thành một nụ cười lạnh cô nói lúc này phong chủ linh quân của kiếm lai phong vẫn một thân áo trắng ánh mắt trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn thông thúy giống như là đầm nước sâu nhìn vào chỗ sâu trong sơn mạch trong mắt của hắn cũng xẹt qua thần sắc kinh ngạc hiển nhiên là hắn cũng không ngờ đệ tử của kiếm lai phong sẽ đi vây san trung nguyên bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Nhưng mà, cuối cùng, thần sắc trên mặt hắn cũng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi, cũng không có sự tức giận. Phong chủ linh quân cười nhạt một tiếng, không lắm để ý mà nói. Liên y phong chủ, kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím đều đã có quy định rõ ràng, đám tiểu bối này của ta kỳ thật cũng không có không tuân theo quy định. Vị đệ tử gọi là Chu Nguyên kia gần đây danh tiếng quá thịnh, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một vài người khó chịu, người trẻ tuổi mà, trung quy là tuổi trẻ khí thịnh, nhưng mà sau khi trải qua lần tôi luyện này, chắc hẳn về sau, hắn cũng sẽ trở nên trầm ổn hơn một ít, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện xấu. Sau đó, phong chủ linh quân nhìn về phía phong chủ lôi quân của lôi ngục phong rồi lại cười nói, đương nhiên, nếu như là đệ tử của kiếm lai phong đã không tuân theo quy định, ta sẽ đích thân ra tay trừng phạt bọn họ. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao những đệ tử này của kiếm lai phong lại nhằm vào trung nguyên, nhưng dùng thân phận của hắn cũng căn bản không cần đi hiểu rõ những chuyện dâu ria này. Theo hắn, đệ tử của kiếm lai phong cũng cũng không có làm sai bởi vì tôn chỉ làm việc của kiếm lai phong bọn họ chính là như thế sắc bén lặng lệ ác liệt giống như một thanh kiếm chỉ cần là việc mà bọn họ muốn làm thì mặc kệ chuyện gì bọn họ vẫn sẽ cứ làm phong chủ đối quân của lôi ngục phong chính là người trưởng quản tông quy cùng hình phạt của thương huyền tông nghe phong chủ linh quân nhắc đến mình ông mới mở mắt ra một đôi mắt màu bạc tựa như là thế giới tạo thành từ sấm sét làm cho người ta cảm thấy sợ hãi ông hờ hững nói mặc dù hành vi của đệ tử của kiếm lai phong làm cho người ta cảm thấy khó chịu nhưng cũng không trái với quy định vào lúc này thanh dương trưởng môn cũng cười cười nói đây chỉ là một ít tranh chấp nhỏ giữa các đệ tử với nhau chúng ta không cần quá mức để ý dứt lời ông dừng một chút nhìn qua phong chủ linh quân và nói tiếp nhưng mà hành vi như vậy cũng đích thật là dễ dàng làm cho người ta lên án phong chủ linh quân về sau ông cũng nên nhắc nhở vài câu đệ tử của kiếm lai phong làm việc lăng lệ ác liệt là tốt nhưng dù sao mọi người cũng là đồng môn sư huynh đệ Phong chủ Linh Quân khẽ gật đầu, nói: "Trưởng môn nói đúng, đợi đến sau khi kỳ thi tuyển chọn này kết thúc, ta sẽ giáo huấn những tiểu tử này." Nhưng mà nhìn thân sắc ở trên mặt Phong chủ Linh Quân là biết ông ta đồng ý giáo huấn đệ tử của mình chỉ là bởi vì Thanh Sương Trưởng môn đã mở miệng, chứ không phải thực sự là cảm thấy những đệ tử của Kiếm Lai Phong kia đã làm sai chuyện gì. Ở chỗ sâu trong sơn mạch, bên ngoài thung lũng, Nhạc Thiên đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt của hắn vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào trong thung lũng, mà theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại bởi vì hắn phát hiện mấy người đệ tử được cử vào đã lục soát khắp thung lũng một lần nhưng chuyện khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ cũng không có phát hiện ra chu nguyên mấy tên đệ tử của kiếm lai phong kia tìm một hồi lâu mà không thấy bóng dáng của chu nguyên cho nên vội vàng bay ra thung lũng về báo cáo cho nhạc thiên nhạc thiên sư huynh chúng ta không tìm được người nghe tên đệ tử này nói vậy ở bên ngoài thung lũng lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao tất cả những đệ tử kia đều cảm thấy kinh dị trung nguyên này vậy mà có thể trốn thoát được ư trong mắt Nhạc Thiên xẻ qua thần sắc nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã chạy rồi sao? Lục Huyền Âm ở một bên, hơi lúng túng nói. Nhạc Thiên lắc đầu, nói, không có khả năng, chúng ta đã phong tỏa kín nơi đây rồi, hắn tuyệt đối không có chạy đi. Vậy thì chuyện này là sao? Lục Huyền Âm do dự một chút, lúc trước bọn họ cũng đã nhìn thấy, những người kia đã tìm tòi rất cẩn thận nhưng hiển nhiên là cũng không có có kết quả gì, hắn nhất định còn trốn ở trong đó. Nhạc Thiên nói với giọng chém đinh chặt sắt, vừa dứt lời, hắn vung tay lên, nói, các người lại đi vào cùng ta, ta sẽ đích thân tham gia tìm kiếm. Vừa dứt lời, Nhạc Thiên đã mang theo vài tên đệ tử vọt vào trong thung lũng dày đặc sương mù kia. Nhạc Thiên đích thân tham gia tìm kiếm, nhưng khoảng nửa tiếng sau, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Lúc này đây, thậm chí liền bên ngoài sơn mạch cũng có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì ai cũng không ngờ sau khi mấy người Nhạc Thiên dồn Chu Nguyên tiến vào trong thung lũng vậy mà ngược lại là đã mất đi tung tích của hắn. Vô số tiếng bàn luận xôn xao vang lên, bắt đầu có người hà hay nói cười lúc trước kiếm lai phong giống chống khô trưng vây san chu nguyên như thế cũng làm cho không ít người lên án hiện tại bọn họ lại có thể để mất dấu chu nguyên nếu quả thật lại để cho chu nguyên chạy thoát thì mặt mũi của kiếm lai phong ném đi được rồi động tĩnh càng lúc càng lớn và bắt đầu truyền ra khắp nới thậm chí cuối cùng ngay cả thanh dương trưởng môn cùng với mấy vị phong chủ cũng phải một lần nữa chú ý đến tình huống ở đây ha 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 xem ra chuyện này cũng có chút thú vị đấy thanh dương trưởng môn khẽ cười một tiếng trong đôi mắt thâm thúy mà cơ trí của ông đúng là xuất hiện thần sắc có chút hăng hái mà từ xưa đến nay những chuyện có thể làm cho thanh dương trưởng môn xuất hiện loại thần thái này có thể nói là cực kỳ hạn hữu đối mặt với tiếng bàn luận xôn xao vang lên ở chung quanh cùng với ánh mắt xem kịch vui của những người khác ánh mắt của nhạc thiên cũng hơi trầm xuống hắn đứng ở phía trên thung lũng cúi đầu nhìn xuống đám xương ở phía dưới hắn hít sâu một hơi áp chế cảm xúc ở trong lòng trong đôi mắt có ánh sáng lóe lên nhạc thiên sư huynh cần chúng ta tản ra tiếp tục tìm kiếm sao ở một bên, khuôn mặt của Lục Huyền Âm cũng có chút tái nhợt, nàng không nhịn được mà nói. Nhạc Thiên không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chăm vào Thung Lũng. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chăm đến gần nửa tiếng đồng hồ. Ở sau lưng hắn, Lục Huyền Âm đều cảm thấy không thể kiên nhẫn nữa rồi, nhưng mà ngay khi nàng muốn mở miệng nói chuyện thì rốt cục thanh âm trầm thấp của Nhạc Thiên chậm rãi vang lên. "Chu Nguyên sư đệ thật đúng là có bản lãnh. Nếu như ta đoán không sai thì đây chính là cảnh giới đại thành của Hóa Hư thuật đúng không? Hóa Hư thuật cảnh giới đại thành sao?" Những lời này của nhạc thiên cũng lập tức khiến cho không ít người phải kêu lên kinh ngạc sau đó, từng ánh mắt mang theo vẻ kinh dị nhìn qua thung lũng bao phủ trong sương mù kia. Thì ra là như thế. Có đệ tử không nhịn được cảm thán, nghe nói nếu như có thể tu luyện hóa hư thuật đến cảnh giới đại thành thì sẽ có năng lực thân hóa hư không, ngay cả chấn động nguyên khí của bản thân đều có thể ẩn nấp, có thể nói là kỹ thuật để bảo vệ tánh mạng. Chỉ có điều muốn tu luyện hóa hư thuật đến cảnh giới đại thành lại không phải là một việc dễ dàng. Hôm nay, trong thương huyền tông cũng có rất nhiều đệ tử đang tu luyện hóa hư thuật nhưng người tu đến cảnh giới đại thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật mới bao lâu, làm sao mà hắn có thể đạt đến cảnh giới đại thành được? Ở bên cạnh nhạc thiên, lục huyền âm cũng khẽ giật mình, hai hàm răng trắng ngà trượt cắn chặt, nàng nói, thằng này thật đúng là trơn trượt như cá chạch vậy, đã bị vây khốn trong thung lũng thế này rồi mà còn có thể làm cho chúng ta suýt nỡ mất dấu. Vốn dĩ nàng còn cho là chỉ cần bọn họ chán ở chỗ này là có thể triệt để đoạn tuyệt đường trốn của Chu Nguyên rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, thằng này lại mượn địa hình nơi này để ẩn nấp, làm cho bọn họ căn bản không có cách nào tìm kiếm. Nhạc Thiên sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Nàng nhìn về phía Nhạc Thiên, hỏi. Kiếm Lai Phong bọn họ dốc toàn bộ sức mạnh, cử nhiều đệ tử đai vàng như vậy đi vây bắt Trung Nguyên, nếu như hôm nay như trước bị Trung Nguyên chạy trốn, vậy mặt mũi của Kiếm Lai Phong bọn họ có thể ném đi được rồi. Nhạc Thiên nhíp mắt lại nhìn qua Thung Lũng Bao Phủ trong sương mù ở phía dưới đột nhiên, hắn cười nhạt một tiếng và nói: mặc dù vị trung nguyên sư đệ này để cho ta có trước ngoài ý muốn, nhưng mà muốn dựa vào hóa hư thuật cảnh giới đại thành mà định tránh đi kiếp nạn của ngày hôm nay thì chỉ sợ hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía những đệ tử khác của kiếm lai phong rồi hắn nói: các vị sư đệ dùng nguyên khí phong tỏa thung lũng thì triển kiếm ngư trận. Vâng. Nghe được lời của nhạc thiên, những đệ tử của kiếm lai phong kia lập tức khẽ quát. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, từ trong cơ thể của những người này, từng đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt giống như là sương khói bay lên lan tràn ra và nhanh chóng bao phủ trọn cả cái thùng lũng kia. Những đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt kia đan vào với nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, bao trùm thung lũng. Ông, sau khi tấm lưới bằng kiếm khí lăng lệ, ác liệt kia bao phủ thung lũng, chỉ thấy được có từng điểm sáng bằng nguyên khí gào thét mà ra, những điểm sáng kia tựa như là những con cá đang bơi, vọt thẳng vào trong thung lũng. Ở nơi mà những con cá kia bơi lướt qua, sương mù dày đặc kia đều giống như bị xé nứt và theo thời gian trôi qua mà bắt đầu nhạt dần những điểm sáng bằng nguyên khí này trông như tách biệt nhưng vẫn có liên hệ với nhau không chỗ nào mà không lọt thậm chí ngay cả màn sương mù cũng bị chúng xé rách hiển nhiên đây là một loại tuyệt kỹ độc môn của kiếm lai phong chuyên dụng để tìm kiếm nhạc thiên đứng trên không trung ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong thung lũng lục thức trải rộng cố gắng cảm ứng tất cả chấn động ở trong thung lũng mà ở dưới cái nhìn soi mói của hắn từng điểm sáng bằng nguyên khí lăng lệ ác liệt như những chú cá kia cũng đang không ngừng tiến về phía trước bị những điểm sáng bằng nguyên khí lăng lệ ác liệt kia phân cách, sương mù trong thung lũng càng lúc càng mờ nhạt. Mà cuối cùng, toàn bộ sương mù đều bắt đầu co lại về phía trung tâm của thung lũng, cuối cùng hội tụ vào bên trong một khu vực có diện tích không đến mấy mét vuông. Mà đến nơi này, những điểm sáng bằng nguyên khí lăng lệ, ác liệt kia cũng tựa như là bị thứ nào đó trở ngại, không thể tiến về phía trước được nữa. Giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Nhạc Thiên hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Tay áo của hắn vung lên, nguyên khí giống như là gió mạnh cuốn sạch ra, sương mù ở khu vực cuối cùng kia lập tức tiêu tán chỉ thấy được ở trong khu vực này có một tảng đá cực lớn mà lúc này trên tảng đá hư không có chút dao động cuối cùng ở trước mắt bao người một bóng người theo thời gian trôi qua mà dần từ hư hóa thành thực triệt để hiện ra đến bóng người quen thuộc kia đúng là chu nguyên soạt trong ngoài sơn mạch đều bầu phát ra thanh âm tức hận chu nguyên cuối cùng vẫn là bị nhạc thiên tìm được thật sự là đáng tiếc nếu như chu nguyên có thể trốn được hôm nay người xấu mặt sẽ là kiếm lai phong rồi có đệ tử cảm thán nói ở dưới sự tìm kiếm của kiếm lai phong mà hắn có thể ẩn nấp lâu như vậy đã là rất có bản lĩnh rồi dù sao thung lũng kia cũng không lớn mà dù gì thì nhạc thiên sư huynh cũng người mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của kiếm lai phong so sánh với nhạc sư huynh thì trung nguyên vẫn chưa có đủ kinh nghiệm bên ngoài thung lũng nhìn thấy trung nguyên đã xuất hiện nhạc thiên cũng mỉm cười sau đó hắn vung bàn tay lên mang theo phần đông đệ tử của kiếm lai phong thắt chặt vòng vây bước vào thung lũng đi tới phía trước trung nguyên chu nguyên sư đệ thật đúng là có bản lĩnh thiếu chút nữa là chúng ta đã để cho ngươi trốn thoát rồi nhạc thiên đứng ở phía trước chu nguyên cười nói ở sau lưng hắn nhìn qua chu nguyên lục huyền âm cũng cười lạnh lúc này trong mắt của nàng tràn đầy khoái ý bởi vì nàng cảm thấy cuối cùng chu nguyên cũng rơi vào trong tay của nàng rồi lúc này chu nguyên vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá nhìn qua một nhóm khoảng 20 người đệ tử của kiếm lai phong đang đứng ở chung quanh mình hắn cụp mắt xuống nói kiếm lai phong thật đúng là để mắt ta vậy mà xuất động nhiều người như vậy lần này coi như là thắng ta chỉ sợ các ngươi cũng không cảm thấy quang vinh được nhạc thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi nói vốn dĩ lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy nhưng mà sau khi kiến thức được thủ đoạn của chu nguyên sư đệ ta ngược lại là cảm thấy may mắn vì mình đã gióng trống cua trinh như vậy rồi bằng không thì hôm nay chỉ sợ là chúng ta còn không thể tìm thấy sư đệ nữa đến lúc đó chẳng phải càng mất mặt sao lúc này nhạc thiên cũng thầm hôm may mắn nếu như hôm nay chỉ có một mình hắn truy đuổi chu nguyên thì hán quyết không có khả năng tìm ra chu nguyên trong thùng lũng này hóa hư thuật cảnh giới đại thành quả thật là khiến cho người ta khó chịu mặc dù trung nguyên không đánh thắng được hắn nhưng lại có thể đơn giản chạy trốn khỏi hắn nhìn qua trung nguyên nhạc thiên cười cười nói nhưng mà cũng may chính là vận khí cuối cùng lại đứng ở bên phía ta trung nguyên sư đệ gần đây ở trong tông sư đệ làm ra nhiều chuyện lớn như vậy danh tiếng cũng đủ rồi ta cảm thấy bây giờ sư đệ vẫn nên khiêm tốn ẩn núp một thời gian mới là tốt nhất cho nên trung nguyên sư đệ xem như là thưởng cho sư đệ về việc đã khiến cho ta phải tốn công suy nghĩ phương án hóa giải hóa hư thuật chính ngươi chủ động rời khỏi kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này đi để chúng ta đỡ mất công ra tay nếu không ngươi sẽ càng chật vật hơn đó nhìn chu nguyên nhạc thiên nói thần sắc trên mặt vẫn giống như cười mà không phải cười nhạc sư huynh nếu như ta không đồng ý thì sao chu nguyên cười nói bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di cáp phim nhạc thiên nhún nhún vai cũng không có nhiều lời chỉ là phất phất tay những đệ tử của kiếm lai phong ở chung quanh lập tức rút kiếm nhìn chằm chằm vào trung nguyên nguyên khí lăng lệ ác liệt sắc bén giống như là kiếm cương bắt đầu khởi động trung nguyên không có để ý những đệ tử của kiếm lai phong đang nhìn chằm chằm vào mình kia hắn chỉ ngẩng đầu nhìn qua nhạc thiên rồi đột nhiên trên mặt của trung nguyên xuất hiện nụ cười vui vẻ nhạc thiên sư huynh cho rằng lúc trước ta chỉ là dựa vào hóa hư thuật cảnh giới đại thành để ẩn nấp tránh né các người sao nhạc thiên nhắm hai mắt lại nói bằng không thì vì sao hóa hư thuật hoàn toàn chính xác là huyền diệu nhưng mà đối với cục diện bây giờ lại không có tác dụng gì. Trung Nguyên cười rộ lên, nụ cười tươi mang theo một tia trào phúng. Nhạc thiên sư huynh, có một điểm mà có lẽ từ vừa mới bắt đầu người đã hiểu lầm rồi, đó chính là từ đầu đến cuối, ta cũng không phải là đang lẩn trốn, mục đích của ta chỉ là tìm cho các ngươi một chỗ phong thủy bảo địa làm quà mặt thôi. Mà khối bảo địa kia chính là trong chỗ này, nghe Trung Nguyên nói vậy, ánh mắt của nhạc thiên hơi co vào, hắn nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên nhưng cũng không có bởi vì lời nói này mà thất kinh, chỉ bình tĩnh phất phất tay. Các huynh đệ, tiễn chu nguyên sư đệ đi ra ngoài đi chu nguyên sư đệ trong mắt của ta lần dãy ruộng cuối cùng này của ngươi rất là ngây thơ hiển nhiên là nhạc thiên căn bản cũng không tin vào lời nói của chu nguyên theo hắn chu nguyên chẳng qua là muốn giả thần giả quỷ làm cho bọn họ cảm thấy bó tay bó chân từ đó tìm ra cơ hội để chạy trốn mà thôi cho nên hắn không chút do dự ra lệnh trực tiếp động thủ bá nghe nhạc thiên nói vậy những đệ tử khác của kiếm lai phong lập tức không chút do dự lao ra phía trên trường kiếm trong tay có nguyên khí phun ra nút vào nhanh chóng xuyên thủng không khí, đánh thẳng tới Chu Nguyên. Nhìn qua những đạo kiếm khí lăng lệ, ác liệt đang lao đến kia, đôi mắt của Chu Nguyên lại hơi hơi rủ xuống, Ông y tâm cầu hắn có chấn động của thần hồn đột nhiên bộc phát. Ông, ông, chấn động của thần hồn quét ngang ra, chỉ trong một cái chớp mắt, mọi người đều thấy được trong thung lũng này đột nhiên có từng tia sáng phóng lên trời, những tia sáng kia đan xen vào với nhau và chỉ trong nháy mắt, chúng đã biến thành một tòa kết giới khổng lồ triệt để bao phủ cả thung lũng này biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp khiến cho vô số đệ tử ở cả trong lẫn ngoài sơn mạch đều cảm thấy rung động các ngươi truy sát ta nửa ngày tiếp theo chính là thời điểm để ta đáp lễ lại các ngươi hy vọng các ngươi sẽ thích món quà lớn mà ta hao tổn tâm cơ để chuẩn bị cho các ngươi khóe miệng của chu nguyên hơi nhếch lên hai tay khép lại thiên lôi huyền hỏa kết giới bộc phát đi ầm ầm khi kết giới bao phủ cả thung lũng này xuất hiện tất cả mọi người đều nhìn thấy ở phía trên thung lũng lại là có thêm một tầng mây màu đỏ hồng xuất hiện một chấn động nguyên khí cuồng bạo mà nóng bỏng bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Vào lúc này, ở dưới nhiệt độ khủng bố của chấn động nguyên khí này, suối nước trong thung lũng đều nhanh chóng bốc hơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người phải rung động. Nhìn qua kết giới đang bao phủ thung lũng cùng với đám mây màu đỏ hồng hình thành ở trên không trung, tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đệ tử có tu vi thái sơ cảnh lục trọng thiên đều cảm thấy cục độ nguy hiểm với chấn động cuồng bạo phát ra từ trong đó. Dĩ nhiên là một tòa kết giới. Nhìn qua cảnh tượng này, trên khuôn mặt xinh đẹp của tô uyển cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc đây là thiên lôi huyền hòa kết giới đúng lúc này có một giọng nói vang lên ở sau lưng tô uyển tô uyển nhanh chóng quay đầu nhìn lại và cũng hơi ngạc nhiên người vừa nói chuyện dĩ nhiên là hạ vũ kia của linh văn phong hiển nhiên là nàng ta cũng mới đuổi ở đây nhìn qua kết giới ở trước mắt trên khuôn mặt của hạ vũ có xuất hiện thần sắc thán phục chu nguyên sư huynh thật đúng là lợi hại tòa kết giới này chính là một loại tương đối lợi hại trong hàng ngũ kết giới tứ phẩm nhưng muốn bố trí thành công lại cực kỳ khó khăn không ngờ trong tình huống bị người đổi bắt như thế này mà hắn vẫn có thể bố trí thành công được tòa kết giới này hình như chỉ có ở trong linh văn điện của linh văn phong bọn họ nói cách khác trong thời gian ngắn như vậy chu nguyên không chỉ học thành tòa kết giới này bực này thiên phú về phương diện nguyên văn đồng dạng là làm cho người ta cảm thấy kinh diệm khi mà tòa kết giới này được bố trí thành công thì coi như là bên phía kiếm lai phong có số người đông đảo bọn họ cũng không làm gì được chu nguyên sư huynh rồi hạ vũ nói ở một bên đôi mắt đẹp của tô uyển mở thật to sau đó nàng hít sâu một hơi cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình. Theo nàng, Chu Nguyên này quả nhiên là vô cùng tàm môn, thậm chí ngay cả ở trong loại cục diện này mà hắn đều có thể đánh ra một con đường sống. Nếu như hôm nay hắn thật sự có thể giết ra một con đường sống trong vòng vây săn của đệ tử Kiếm Lai Phong, vậy thì mặt mũi của Kiếm Lai Phong này có thể nói là sẽ mất hết rồi. Vừa nghĩ đến điều này, coi như là người không thích tranh đấu như Tô Uyển, trong nội tâm đều xuất hiện cảm giác hả hê. Khi rất nhiều đệ tử bên ngoài thung lũng sợ hãi, thán phục thì bên ngoài sơn mạch, sự ồn ào càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng vô số đệ tử khiếp sợ hét lên rồi tiếng bản luận xôn xao không ngừng vang lên lúc trước ai cũng cho rằng trung nguyên đã bị kiếm lai phong dồn vào chân tường ngoại trừ chủ động rời khỏi kỳ thi tuyển chọn thì không còn lựa chọn nào khác nhưng ai có thể nghĩ đến chỉ mới trong nháy mắt trung nguyên đã sử dụng lá bài tẩy của hắn để nghịch chuyển tình thế không ngờ trung nguyên đã bố trí được một tòa nguyên văn kết giới có uy lực kinh người như thế ở trong thung lũng này từ lúc nào mà bọn họ không hề hay biết bên ngoài sơn mạch vào lúc này vô số đệ tử của thương huyền tông đều sôi trào lên bởi vì đòn phản kích ở trong tuyệt địa của trung nguyên làm cho những quần chúng như bọn họ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào thấy trung nguyên đã nghi chuyển được tình thế trên khuôn mặt xinh đẹp của cố hồng y cũng có xuất hiện nụ cười tươi bàn tay ngọc đang nắm chặt của nàng cũng chậm rãi thả lòng nàng biết rõ trung nguyên tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu bó tay nhận thua muốn đánh bại hắn thì cho dù là những đệ tử đai vàng ưu tú kia của kiếm lai phong cũng nhất định phải trả một cái giá thật lớn mà ở bên cạnh cố hồng y nụ cười trên khuôn mặt của Tần Lam kia cũng cứng lại, hắn cũng không ngờ Chu Nguyên lại vẫn cất giấu một lá bài tẩy cường hãn đến như vậy. Mấy người nhạc thiên này cũng thật sự là một đám phế vật, vậy mà có thể mặc cho Chu Nguyên bố trí ra một tòa Nguyên Văn Kết Giới ngay dưới mắt mình. Trong lòng của hắn đang mắng số xả nhạc thiên, mặc dù Nguyên Văn Kết Giới có uy lực rất mạnh nhưng bố trí lại rất tốn thời gian, mà hết lần này tới lần khác Chu Nguyên lại có thể bố trí kết giới ở ngay dưới mí mắt của mấy người nhạc thiên, không thể không nói, mấy người nhạc thiên thật là ngu xuẩn. Lần này bọn họ không chỉ là đã đánh mất đi tiên cơ mà còn làm cho chu nguyên theo thời gian trôi qua dần chiếm thế thượng phong nguyên lai hắn còn có lá át chủ bài này lý khanh thiền chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía yêu yêu đang ôm thôn thôn ở một bên với dáng vẻ cực kỳ thong dong nàng cảm thán xem ra trong lần đánh cuộc này cô phải thua yêu yêu vuốt vuốt bộ lông mềm mại của thôn thôn thản nhiên nói lý khanh thiền thở dài một hơi và nói kỳ thật hắn cũng không có dựa vào hóa hư thuật cảnh giới đại thành để ẩn nấp mục đích của hắn là dùng hóa hư thuật để che lớp thân hình ông thầm bố trí kết giới đồng thời hấp dẫn nhạc thiên cùng những đệ tử khác của kiếm lai phong tiến vào trong thung lũng vào trong kết giới mà hắn đã bố trí xong hôm nay tất cả con mồi đều đã sa vào bẫy hắn liền có thể ung dung thu lưới rồi nhìn qua những đệ tử của kiếm lai phong trong màn hình bằng nguyên khí kia lý khanh thiền có chút đồng tình mà nói những người này còn tưởng rằng mình đang một mục đuổi giết chu nguyên lại không nghĩ rằng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chu nguyên cũng chỉ là lấy bản thân làm mối nhường mà thôi nhìn qua bóng người trẻ tuổi trong màn hình bằng nguyên khí kia trong con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng cũng xẹt qua thần sắc sợ hãi thán phục mặc dù hiện tại trung nguyên cũng không có thực lực để làm cho nàng phải kiêng kỵ nhưng tâm tính của hán lại để cho lý khanh thiền có chút bội phục người này có thể có quan hệ thân mật như vậy cùng yêu yêu hoàn toàn chính xác là vẫn có chút bồn sự rầm rầm phía trên thung lũng đám mây màu đỏ hồng chấn động khí tức nóng bỏng cuồng bạo tràn ngập vào lúc này những đệ tử của kiếm lai phong vốn dĩ là đang đánh tới Chu nguyên cũng hoảng sợ ngừng lại nhìn qua kết giới ở trước mắt trong con người của bọn họ xuất hiện vài sợ hãi, bởi vì ở trong đó, bọn họ cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ sao có thể ngờ được cục diện vốn dĩ là cực kỳ đơn giản lại đột nhiên biến thành như vậy. Nhìn về phía trung Nguyên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá, ánh mắt khinh thường của bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Nhạc Thiên trầm trầm vào tòa kết giới này, khuôn mặt cũng hơi run rẩy, nhìn quanh một vòng và hắn thấy được trong khe hở của mấy tảng đá nhỏ ở trong thung lũng có mấy miếng ngọc giả đang tản ra hào quang. Đúng là những ngọc giản này hợp thành tòa kết giới này, chỉ là lúc trước hắn chưa bao giờ chú ý tới những ngọc giản này đồng dạng hắn cũng không biết chu nguyên đã giấu những ngọc giản này từ lúc nào vừa rồi người thi triển hóa hư thuật thực sự không phải là để ẩn núp mà là để tiềm phục và âm thầm bố trí kết giới nhạc thiên nhìn chằm chằm vào trung nguyên và nói trung nguyên cười cười không nói gì nhưng đáp án không cần nói cũng biết nhạc thiên cười một cách đáng chát lúc trước hắn còn tự cho là mình đã đuổi giết được trung nguyên đến mức như chuột chạy qua đường cuối cùng phải ẩn núp ở trong thung lũng này nhưng sao có thể ngờ tới người ta không chỉ là không có trốn ngược lại là còn bố trí được tòa kết giới này ở ngay dưới mí mắt của bọn họ ở sau lưng nhạc thiên nhìn qua cảnh tượng này lục huyền âm cũng ngây ngốc hoài ý trong mắt lúc trước đều biến mất mà chuyển biến thành thần sắc hoảng sợ nhạc thiên sư huynh nàng run rẩy nhạc thiên hít sâu một hơi theo thời gian dần trôi qua hắn cũng đã bình tĩnh trở lại nói không cần bối rối chúng ta chỉ cần liên thủ đối địch mặc dù tòa kết giới này lợi hại nhưng cũng không thể đánh bại tất cả chúng ta đây chính là át chủ bài cuối cùng của hắn chỉ cần chúng ta đỡ được Ta sẽ làm cho hắn phải trả giá thật nhiều." Nghe được những lời này của Nhạc Thiên, những đệ tử vốn dĩ đang sợ hãi của Kiếm Lai Phong kia cũng tựa như là tìm được người dẫn đầu, bọn họ vội vàng dựa sát vào Nhạc Thiên, từng đạo nguyên khí hùng hồn phóng lên trời, tạo thành một tầng nguyên khí phòng hộ ở phía trên đầu của bọn họ. Ánh mắt của Nhạc Thiên giống như là chim ưng, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, lần này bị Chu Nguyên bẫy, hiển nhiên là làm cho lòng tự trọng của hắn bị tổn thương, cho nên hắn phải đợi, chỉ cần bọn họ chống cự được đòn tấn công của tòa kết giới này thì tự nhiên có thể lấy lại danh dự nhìn qua những đệ tử của kiếm lai phong đang đứng cùng một chỗ chu nguyên cười nhạt và nói các ngươi đã muốn đá ta ra ngoài như vậy hiện tại hãy để cho ta tiễn các ngươi đi trên đoạn đường đó nhé Quỳnh! chu nguyên vừa dứt lời đám mây màu đỏ hồng ở trên bầu trời chấn động tựa như là đã hội tụ nguyên khí đến mức cực hạn chỉ trong một cái chớp mắt từng tia xét màu đỏ hồng cực lớn xen lẫn với khí tức hủy diệt ầm ầm đánh xuống chỗ đám người nhạc thiên oanh bầu trời phía trên thung lũng đám mây rông đầy sấm sét màu đỏ đậm vân vũ chỉ trong một cái chớp mắt cuồng bạo sấm sét màu đỏ đậm mang theo khí tức hủy diệt đánh thẳng xuống nhạc thiên cũng một đám đệ tử của kiếm lai phong ở phía dưới phía trên những tia sét này tựa hồ còn có ngọn lửa đang thiêu đốt đối mặt với uy lực kinh khủng của tòa kết giới này mặc dù là nhạc thiên phải tỏ ra ngưng trọng trong mắt tràn đầy kinh kỵ từng luồng nguyên khí hùng hồn từ trong cơ thể mấy người nhạc thiên lục huyền âm mãnh liệt bạo phát ra tạo thành vô số tầng hào quang phòng ngự bằng nguyên khí hiển nhiên là bọn họ muốn liên thủ chống cự những đòn công kích của kết giới phanh phanh sấm sét màu đỏ đậm có lửa quấn quanh rơi xuống những tầng nguyên khí phòng ngự kia không ngừng bị sấm sét đánh nát dễ như trở bàn tay mà sau khi một tầng phòng ngự bị nghiền nát thì mấy người nhạc thiên đều liều mạng thúc giục nguyên khí không ngừng tạo thêm tầng phòng ngự mới ý đồ dùng cách này để kéo dài thời gian chống cự đòn tấn công của kết giới rầm rầm mà đối mặt với sự chống cự của mấy người nhạc thiên đám mây màu đỏ đậm trên bầu trời càng thêm cuồng bạo sau đó càng có thêm nhiều tia sét màu đỏ đậm gào thét đánh xuống cả cái thung lũng đều bị xung kích sóng ảnh hưởng đến mặt đất bị xé nứt, rất nhiều tảng đá lớn bị đánh nát, hóa thành bột phấn bay đầy trời. Trung Nguyên ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá, sắc mặt hờ hững, hai mắt khép hờ, thần hồn chỗ mi tâm không ngừng chấn động, khống chế kết giới cấp bậc này cũng khiến cho năng lượng thần hồn của hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như không phải là hắn đã đột phá đến thực cảnh trung kỳ, e rằng hắn chỉ có thể khống chế kết giới công kích một lần là năng lượng của thần hồn đã khô kiệt rồi. Trong ngoài sơn mạch, tất cả mọi người đều tập trung chú ý đến chuyện diễn ra ở bên trong thung lũng. Nhìn thấy cảnh tượng trong thung lũng, trong nội tâm của bọn họ cũng xuất hiện cảm xúc cực kỳ phức tạp ai có thể nghĩ đến những đệ tử đai vàng mạnh nhất của kiếm lai phong lại sẽ bị một mình trung nguyên ngăn ở trong thung lũng này hơn nữa còn bị hắn dùng kết giới oanh tạc trông chật vật đến cực điểm bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim vì thế khi mọi người nhìn về phía bóng người trẻ tuổi trên tảng đá kia trong ánh mắt đều có thần sắc ngưng trọng cùng với kiêng kỵ hiển hiện trước hôm nay rất nhiều người trong bọn họ đều còn cảm thấy trung nguyên cũng chỉ là một đệ tử mới vào nội sơn mà thôi tuy rằng có chút thành tích nhưng so sánh với những đệ tử có uy tín lâu năm, trung quy là vẫn còn có chút tranh lệch, không đáng để lo, thậm chí coi như là trên linh văn phòng lúc trước, cũng bởi vì yêu yêu tồn tại, mà biểu hiện của hắn bị lu mờ hơn rất nhiều. Nhưng giờ này khắc này, khi nhìn thấy Trung Nguyên dùng sức của một người, chống lại những đệ tử đai vàng xuất sắc nhất của kiếm lai phong, mọi người ẩn ẩn cảm giác được chấn động. Trong lúc không ai hay biết, người đệ tử mới đi vào nội sơn được gần một năm này đã có được tư cách cùng thực lực để khiêu chiến thậm chí siêu việt những đệ tử có uy tín lâu năm như bọn họ rầm rầm trên không trung đám mây màu đỏ đậm điên cuồng vần vũ hấp thụ nguyên khí trong trời đất cuối cùng lại là hình thành sấm sét màu đỏ đậm không ngừng đánh xuống phía dưới ở dưới thung lũng bên trong vô số tầng nguyên khí phòng ngự mấy người nhạc thiên cũng đang cắn răng khổ sở chống đỡ nhưng mà xem ra bọn họ hiển nhiên là thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phong kết giới có thể hấp thu nguyên khí từ trời đất gian nếu như cứ để nó tiếp tục tấn công như vậy bên không chịu được trước tất nhiên sẽ là chúng ta nụ cười trên mặt nhạc thiên sớm đã biến mất lúc này hắn trầm giọng nói vậy chúng ta phải làm sao bây giờ có đệ tử khác kinh hoàng hỏi ánh mắt lăng lệ ác liệt của nhạc thiên nhìn chằm chằm vào đám mây màu đỏ đậm ở giữa không trung hắn nói chỉ mỗi phòng thủ thôi thì không có ý nghĩa phải dùng công thay thủ chỉ cần phá hủy được đám mây màu đỏ đậm kia kết giới sẽ tự động tán đi chúng ta phải chuẩn bị đồng thời dùng đòn tấn công mạnh nhất của mình để phá vỡ đám mây màu đỏ đậm kia nhưng mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải thu hồi nguyên khí phòng thủ đến khi đó sấm sét màu đỏ đậm rơi xuống chúng ta phải làm như thế nào để ngăn cản ở một bên lục huyền âm cắn răng từ trong lòng móc ra một viên ngọc màu trắng ngà có kích thước như một quả nhãn bên ngoài viên ngọc có đường vân cổ xưa rộng rạp trong đó giống như là có cả một đại dương mênh mông nhạc thiên sư huynh viên hải linh châu này của ta am hiểu phòng ngự có lẽ có thể ngăn trở sấm xét kéo dài một chút thời gian thấy lục huyền âm nói thế nhạc thiên cũng tỏ ra vui vẻ hải linh châu này chính là một loại nguyên bảo phòng ngự mặc dù thứ này có bán trong lâm lang các nhưng mà giá cũng không rẻ mỗi viên có giá tối thiểu là 3.000 nguyên ngọc, một vài đệ tử đai tím khi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, phần lớn đều nghĩ biện pháp gom góp nguyên ngọc để mua một khỏa, không nghĩ tới trên người lục huyền âm vậy mà cũng có. Vậy thì phiền toái lục sư muội rồi. Lục huyền âm lắc đầu, đôi mắt dễ thương gắt gao nhìn chằm chằm vào trung nguyên ở xa xa trên bầu trời, sau đó nàng nói, sư huynh, không sao đâu, đây chỉ là do muội không muốn trở thành đá đặt chân để giúp hắn thêm nổi danh mà thôi. Lần này, nàng vốn là muốn làm cho trung nguyên mất mặt, để cho hả giận, nhưng ai có thể nghĩ đến cục diện lại biến thành như vậy trước mắt chỉ cần hơi sơ sẩy e rằng bọn họ sẽ làm cho kiếm lai phong mất thể diện hơn nữa còn thành tựu chu nguyên thêm nổi danh hơn chuyện này đối với kiếm lai phong có thể nói là vô cùng nhục nhã đến lúc đó những đệ tử tổn hại danh dự của kiếm lai phong như bọn họ sợ là sẽ không tránh khỏi việc bị trừng phạt nặng vừa nghĩ tới cách làm việc của vị phong chủ kia lục huyền âm chỉ cảm thấy có chút sợ hãi hiện tại nàng cũng cảm giác có chút hối hận vì để chuyện lần này có động tĩnh lớn như thế này nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn cho nên vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể lại để cho kiếm lai phong bị tổn thất trong tay Trung Nguyên thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, Lục Huyền âm giơ tay ngọc lên cao, chỉ thấy được Hải Linh Châu kia nhanh chóng hóa thành một điểm sáng bay lên không trung và ngay sau đó có một màn nước chui ra từ trong đó hóa thành một cái lồng bàn, bao phủ bọn họ vào trong. Phía trên màn nước có hoa văn thần bí lưu truyền, tản ra chấn động nguyên khí cường hoành. Rầm rầm, những tia sét màu đỏ đậm vẫn tiếp tục đánh xuống nhưng khi đánh trúng màn nước, nó chỉ khiến cho màn nước chấn động và cuối cùng vẫn bị màn nước hóa giải nhưng khi mà có càng nhiều tia sét màu đỏ đậm rơi xuống mà nước kia cũng dần mỏng manh nhạc thiên sư huynh hải linh châu chỉ sợ không kiên trì được quá lâu lục huyền âm vội vàng nói nhạc thiên ngưng trọng gật đầu hắn nhìn qua chu nguyên đang ngồi trên tảng đá ở xa xa sảng giọng nói chúng ta liên thủ thì chuyển hóa khí kiếm hủy giật đám mây màu đỏ đậm kia oanh nhạc thiên vừa dứt lời thì từ trong cơ thể của hắn một luồng nguyên khí lăng lệ áp việc phóng thẳng lên trời ở xung quanh hắn những đệ tử của kiếm lai phong kia cũng vận chuyển nguyên khí trong lúc nhất thời từng luồng nguyên khí phóng lên trời và nhanh chóng tạo thành một đám mây khổng lồ bằng nguyên khí to mấy trăm trượng ở giữa không trung khí tức lăng lệ ác liệt mà đám mây này phát ra làm cho không gian tựa như là cũng hơi vạn vẹo nhạc thiên chép hai tay lại đám mây khổng lồ bằng nguyên khí ở giữa không trung kia chính là lấy hắn làm chủ cho nên hắn có thể điều khiển nhưng mà áp lực từ đám mây truyền đến cũng làm cho gân xanh ở trên trán hắn lồi lên con mắt cũng biến thành màu đỏ đậm mà ở hắn cắn răng điều khiển xuống theo thời gian dần trôi qua đám mây ở giữa không trung kia bắt đầu co rút lại cuối cùng ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người nó biến thành một thanh kiếm cực lớn to khoảng mấy trăm trượng thanh kiếm này lơ lửng giữa bầu trời lưỡi kiếm tàn ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo đối mặt với thanh kiếm khổng lồ này coi như là một vài đệ tử có tu vi thái sơ cảnh lục trọng thiên đỉnh phong đều tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ nhạc thiên này ngược lại đích thật là có chút năng lực lại có thể hội tụ nguyên khí của đệ tử khác để thi triển hóa khí kiếm có đệ tử cảm thán mấy người bọn họ tu luyện nguyên khí đồng can đồng nguyên cho nên mới có thể dung hợp kiếm lai phong quả nhiên là có chỗ độc đáo nếu như mấy người nhạc thiên kia thật sự có thể phá hủy đám mây màu đỏ đậm thì e rằng kết giới của chu nguyên cũng sẽ bị nghiền nát Chật chật, nhạc thiên này không hổ là đệ tử đai vàng mạnh nhất của kiếm lai phong cục diện khó khăn như thế mà còn có thể nghĩ được biện pháp phá cục trên tảng đá chu nguyên tự nhiên cũng đã nhận ra động tác của mấy người nhạc thiên sau đó thần hồn khẽ chấn động chỉ thấy được đám mây màu đỏ đậm ở giữa không trung bắt đầu co rút lại giống như là hình thành một cái phẫu vậy có chấn động nguyên khí kinh người bắt đầu xuất hiện. Bởi vì thao túng tòa kết giới này trên phạm vi lớn, Chu Nguyên có thể cảm giác được năng lượng của thần hồn đang nhanh chóng tiêu hao, thậm chí ở khóe mắt của hắn cũng đã có máu tươi chảy ra. Nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ muốn thu tay lại, bởi vì đã đến lúc này, hắn chỉ có thể tiến lên mà không thể lui lại. Nếu không mọi công sức, khổ cực lúc trước khi đạt bẫy mấy người nhạc thiên cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy, Chu Nguyên tỏ ra cực kỳ quyết tâm, mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng chấn động của thần hồn chỗ mi tâm càng ngày càng kịch liệt mà ở bên trong mi tâm, phía trên thần hồn, thánh hồn tinh nhanh chóng quay tròn, liên tục tản ra hào quang, làm cho năng lượng của thần hồn không ngừng khôi phục. Ở trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, hai bên đều đang chuẩn bị thi triển một đòn mạnh nhất, muốn triệt để đánh bại đối phương. Trên khuôn mặt của Nhạc Thiên, gân xanh bắt đầu nổi lên, trông có chút dữ tợn, hắn nhìn qua thanh kiếm khổng lồ to mấy trăm trượng kia, cảm thụ được kiếm khí lăng lệ, ác liệt ở trong đó, mắt sáng quắc nhìn về phía Trung Nguyên. Trung Nguyên, ngươi muốn để cho kiếm lai phong ta trở thành đá đặt chân cho ngươi nổi danh sao vậy thì ta chỉ có thể nói với ngươi rằng ngươi quả thực là đang nói chuyện hoang đường viễn vông phá cho ta hắn đột nhiên quát một câu chói tai thanh kiếm to mấy trăm trượng kia lập tức phóng lên trời mang theo đôi lửa kiếm khí lăng lệ ác liệt gào thét bay thẳng tới đám mây màu đỏ đậm đang vần vũ ở trên không trung vào lúc này hai mắt đang nhắm chặt kia của chu nguyên cũng mở ra nơi khóe mắt có một tia máu chảy xuống đó là kết quả của việc vận chuyển thần hồn tới mức cực hạn hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đám mây màu đỏ đậm hình cãi phễu trên bầu trời xích lôi hỏa có thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên hừng hực từ bên trong đám mây màu đỏ đậm có ánh sáng màu đỏ chui ra và nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa màu đỏ tươi có đường kính đến trăm trượng ở phía trên quả cầu lửa sấm sét quấn quanh chấn động vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra bốn phía xung quanh khi quả cầu lửa kia xuất hiện cả tòa kết giới đều kịch liệt chấn động đó là bởi vì tất cả nguyên khí đều bị tiêu xài hầu như không còn hư vì vậy ở trong ánh mắt vô cùng khẩn trương của mọi người thanh kiếm khổng lồ phóng lên trời cùng quả cầu lửa đang rơi xuống hùng hăng va chạm với nhau oanh tiếng nổ to giống như trời long đất lở vang lên ở phía trên thung lũng kia sóng xung kích quét tán ra bốn phía xung quanh tô huyền hạ vũ cùng một đám đệ tử đang vây xem ở chung quanh đều nhao nhao lui ra phía sau miễn cho bị sóng xung kích ảnh hưởng đến bên ngoài sơn mạch vô số ánh mắt cũng gắt gao nhìn qua chỗ trung tâm của sóng xung kích sau khi quét qua bốn phía thật lâu theo thời gian dần trôi qua sóng xung kích mới tán đi bụi bậm đang bay đầy trời cũng rơi xuống. Vào lúc này, thung lũng cũng đã triệt để bị hủy diệt, cơ hồ là bị san thành đất bằng, những đống bừa bộn ở trên mặt đất hiển lộ sự mãnh liệt của lần va chạm lúc trước. Đến tôi cùng là người nào thắng vậy? Rất nhiều đệ tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được ở trong thung lũng bị san thành đất bằng, Nhạc Thiên, Lục Huyền Âm cùng một đám đệ tử của Kiếm Lai Phong đều đứng thẳng, thân hình không chút sức mẻ. Ở phía đối diện với cô bọn họ, tảng đá mà Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng cũng đã biến thành cho bụi, hắn đứng thẳng, chỗ khóe mắt có máu tươi chảy xuôi xuống trông có chút dữ tợn trong thung lũng là một mảnh tĩnh mịch bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua phóc phóc ngay sau đó mọi người cực kỳ chấn động khi nhìn thấy nhạc thiên cùng những đệ tử của kiếm lai phong ở chung quanh kia đột nhiên ngửa mặt lên trời và phun ra máu tươi cuối cùng nguyên một đám ngã ngửa ra đằng sau mặt hướng lên trời cảnh tượng kia cực kỳ rung động lòng người toàn bộ trong ngoài sân mạch đều cực kỳ yên tĩnh im ắng hô thung lũng bị san thành đất bằng gió nhẹ thổi qua cuốn lên bụi bầm. Nhưng mà vào lúc này, bất luận ở là ngoài thung lũng hay là bên ngoài sơn mạch, vô số ánh mắt đều tập trung nhìn vào từng bóng người ở trong thung lũng. Lúc này, sương máu vẫn còn đang bay lơ lửng giữa trời, và những đệ tử của kiếm lai phong kia lại ngã ngửa ra. Từng cột sáng từ trên trời giáng xuống, cuốn những đệ tử trọng thương kia ném ra khỏi sơn mạch. Theo thời gian dần trôi qua, mọi người cũng tỉnh táo lại từ trong chấn động. Nhưng mà lúc này, trong thung lũng bừa bộn kia, phần đông đệ tử của kiếm lai phong đã biến mất, chỉ còn có hai bóng người vẫn đứng ở tại chỗ ở phía trước chính là nhạc thiên lúc này hắn trông cực kỳ chật vật tóc tai thì bù xù sắc mặt thì trắng bệch ở sau lưng hắn là lục huyền âm lông tóc không tổn hao gì bởi vì lúc trước nàng chủ yếu là đang khống chế hải linh châu cho nên cũng không có chuyển nguyên khí vào kiếm trận cho nên nàng cũng không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà mặc dù là không có thương thế gì nhưng khuôn mặt của nàng vẫn trở nên trắng bệch đôi mắt tỏ vẻ hoảng sợ nàng run rẩy nhìn qua phía trước chỉ thấy được ở chỗ đó bởi vì tảng đá mà mình đang ngồi xếp bằng sớm đã hóa thành bột phấn cho nên Chu Nguyên chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó. Tay áo cẩu Chu Nguyên chẳng biết lúc nào đã không còn, sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, nơi khóe mắt thậm chí có máu tươi chảy xuôi xuống, làm cho hắn trông hơi có chút khủng bố. Chu Nguyên không để ý đến vết máu trên khóe mắt, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào Nhạc Thiên. Mà đối diện với ánh mắt của Chu Nguyên, lồng ngực của Nhạc Thiên có chút phập phồng, cuối cùng hắn há miệng, phun ra một búng máu tươi, sau đó trợn nở một nụ cười thảm. Chu Nguyên, người thật đúng là lợi hại. Hắn khàn giọng nói. Nhạc Thiên không nghĩ tới, lần này, Kiếm Lai Phong bọn họ với San Chu Nguyên, cuối cùng lại nhận được loại kết quả này. Gần 20 vị đệ tử đai vàng nổi bật nhất của Kiếm Lai Phong bọn họ liên thủ, vậy mà không thể dễ dàng giải quyết Chu Nguyên, ngược lại còn để cho Chu Nguyên bố trí thành công một tòa kết giới, cuối cùng khiến cho Kiếm Lai Phong triệt để toàn diệt. Đối mặt với loại kết quả này, coi như là Nhạc Thiên đều chỉ có thể cười một cách đáng chát, hắn cũng không có cảm thấy không cam lòng, bởi vì hắn thấy mình đã khá coi trọng Chu Nguyên rồi, nếu không cũng sẽ không để ý mặt mũi điều động nhiều đệ tử đai vàng của kiếm lai phong như vậy để vây san chu nguyên hắn đã vận dụng hết tất cả bản sự của chính mình nhưng cuối cùng vẫn bị thua ở trong tay chu nguyên hơn nữa đây cũng không phải là do hắn không coi trọng chu nguyên mà là do chu nguyên che giấu quá nhiều ác chủ bài chu nguyên người rất lợi hại tương lai người có lẽ sẽ trở thành một trong những đệ tử cao cấp nhất của thương nguyên tông chúng ta nhạc thiên khàn giọng cười sau đó hai mắt dần dần nhắm lại thân hình ngã về phía trước đòn tấn công lúc trước đồng dạng là cũng đã tiêu hao hết nguyên khí trong cơ thể hắn Hư, bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các phim một cột sáng từ trên trời giáng xuống cuốn hắn lên và đưa hắn ra ngoài nhìn thấy mấy người nhạc thiên đã biến mất trung nguyên rốt cục chậm rãi nâng bàn tay lên nhẹ ngàng lao vết máu trên khóe mắt lúc này hắn không chỉ cảm thấy đau đớn ở chỗ mi tâm trong đầu thậm chí có đang cảm thấy chóng váng đó là biểu hiện do thần hồn vận chuyển tới cực hạn lúc trước nếu như mấy người nhạc thiên có thể kiên trì thêm một nữa thì chỉ sợ cuối cùng người thua cũng sẽ là hắn dù sao những người bên phía đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu bọn họ là những đệ tử đai vàng nổi bật nhất trong thế hệ này của kiếm lai phong thực lực của mỗi một người bọn họ chỉ sợ đều sẽ không thua kém về u huyền lúc trước nếu như không phải mượn lấy sức mạnh của kết giới chu nguyên biết rõ bằng sức của một mình hắn là tuyệt không có khả năng chống lại nhiều người như vậy nhưng mà cũng may chính là hắn vẫn có thể đứng đến cuối cùng oanh mà ngay khi nhà thiên bị cuốn ra ngoài khu tranh đấu thì chỉ trong nháy mắt bất luận là trong hay ngoài sơn mạch đều triệt triệt để nổ tung tiếng ồn ào giống như trời long đất lờ vang lên vọng khắp đất trời tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên bọn họ nhìn thấy cái gì vậy một mình chu nguyên lại có thể đào thải toàn bộ những đệ tử đai vàng nổi bật nhất trong thế hệ này của kiếm lai phong vô số đệ tử trợn mắt há hốc mồm tỏ ra chấn động từ trước tới nay ở trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím của thương nguyền tông tự hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện một cá nhân đào thải đệ tử của một phong nhưng hôm nay bọn họ lại có thể chứng kiến kỳ tích xuất hiện chuyện này cũng quá giả rồi không phải là do Chu Nguyên và Kiếm Lai Phong hợp mưa diễn trò đó chứ? Có đệ tử lầm bầm nói, có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Người điên à, nếu thực sự diễn trò thì sao Kiếm Lai Phong phải hy sinh nhiều như vậy, toàn bộ đệ tử đai vàng của bọn họ bị loại hết rồi đó. Ở bên cạnh hắn, có đệ tử không nhịn được quát to. Vô số đệ tử nuốt nước bọt, bọn họ nhìn qua bóng người trẻ tuổi trong màn hình bằng nguyên khí kia, trong mắt có tỏ vẻ kính sợ, trải qua cuộc chiến ngày hôm nay, chỉ sợ danh khí của Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông thậm chí đủ để siêu việt một số đệ tử đai tím có uy tín lâu năm. Nghe được những người bàn luận xôn xao đầy khắp núi đồi kia, khuôn mặt của Hồng Y cũng tỏa sáng, nàng kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn về phía những nữ đệ tử đang trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh kia, nói: "Như thế nào đây? Lúc trước các ngươi còn giễu cờ ta, hiện tại bị Chu Nguyên làm cho chấn động đi à nha." Những nữ đệ tử kia liếc nhìn nhau, hiển nhiên là cũng bị chiến tích hiển hách bực này của Trung Nguyên làm cho rung động đến mức nói không ra lời. Cố Hồng y đắc ý cười, sau đó đôi mắt liếc nhìn tần lam lúc này sắc mặt của người sau vẫn đang thay đổi giữa hai màu xanh trắng nàng thản nhiên nói tần lam sư huynh ngươi cảm thấy như thế nào sắc mặt của tần lam có chút khó coi hắn cười khan nói ha 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 vận khí của trung nguyên này cũng quá tốt rồi lúc trước rõ ràng là hắn cũng đã vận chuyển thần hồn tới cực hạn kết giới kia cũng chỉ có thể đánh được đúng một đòn thôi nếu như nhạc thiên lại kiên trì thêm một lúc chỉ sợ thua đúng là hắn rồi nhưng mà hắn vừa nói dứt lời không chỉ có cố hồng y khinh miệt nhìn qua thậm chí ngay cả những nữ đệ tử vốn sùng bái hắn ở một bên đều nhếch miệng hiển nhiên là các nàng cũng cảm thấy tần lam quá nhỏ nhen rồi ngay cả một chuyện rõ như ban ngày đều không có dũng khí thừa nhận trung nguyên dựa vào sức của một người đối kháng toàn bộ đệ tử đai vàng của kiếm lai phong việc này cần có dũng khí lớn đến mức nào đây nhưng hết lần này tới lần khác tần lam này lại không chịu thừa nhận quả là người có lòng dạ hẹp hòi nhìn một phát là thấy hết cảm nhận được những ánh mắt khinh thường kia gương mặt của tần lam đỏ lên như là bị lửa thiêu chỉ có thể chật vật thối lui chỉ là lúc nhìn về trung nguyên trong màn hình bằng nguyên khí kia hắn lại cảm thấy tức giận thầm mắng trong lòng hứ thật là một tên tiểu tử, tử không có đầu óc chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng đánh bại toàn bộ đệ tử của kiếm lai phong ở chỗ này là một việc rất hay sao không thánh cùng triệu trúc hai vị thánh tử của kiếm lai phong nổi danh là người bao che khuyết điểm lần này mặc dù ngươi càng thêm nổi danh nhưng lại triệt để đắc tội hai người bọn họ tương lai bọn họ sẽ cho ngươi đẹp mặt đệ tử trong một mạch của thẩm thái uyên sớm đã vỗ tay hoan hô ầm ĩ nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, tỏ ra vô cùng kích động. Ở chung quanh, những đệ tử của các phong khác kia nhìn qua những đệ tử của Thánh Nguyên Phong đang sung sướng hò hét, trong ánh mắt cũng không còn thần sắc kinh thị như dĩ vãng, ngược lại là nhiều thêm một chút hiếu kỳ. Hiển nhiên là biểu hiện của Chu Nguyên ở trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím này làm cho những đệ tử khác không dám lại coi thường Thánh Nguyên Phong bọn họ như là dĩ vãng vậy. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là lợi hại. Chu Thái cảm thán một câu, trận này trung nguyên thắng lợi không chỉ giúp hắn xương danh trong thương huyền tông mà còn tăng thể diện cho một mạch này của bọn họ rồi thẩm thái uyên cũng vút vút tròm râu vào lúc này trên khuôn mặt già nua xưa nay vốn nghiêm khắc cũng đầy vui mừng trong ánh mắt khi nhìn về phía trung nguyên càng ngày càng tỏ vẻ hài lòng thẩm lão đầu lần này ngươi xem như nhặt được tiện nghi lớn rồi lữ tùng trưởng lão cất bước đi đến cười nói với thẩm thái uyên trong âm thanh của hắn cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ hôm nay sau một trận chiến này trung nguyên sẽ triệt để nổi danh trong thương huyền tông mà hắn lại là đệ tử trong một mạch của thẩm thái uyên điều này hiển nhiên cũng sẽ làm cho thể diện của thẩm thái uyên được tăng thêm đã rất nhiều năm rồi thánh nguyên phong bọn họ đều không có xuất hiện qua loại chiến tích hiển hách bực này ở bên cạnh cách đó không xa mấy người lữ yên cũng trợn tròn mắt tiểu tử này thật là quá tầm môn rồi quả thực chính là một tên yêu nghiệt lữ yên nhịn không được nói ở bên cạnh nàng có đệ tử lặng lẽ nói sư tỷ vậy ngươi cảm thấy hiện tại hắn đã có tư cách so sánh cùng sở thanh sư huynh hay chưa vậy Lưu Yên làm bộ muốn đánh, tức giận nói, ngươi muốn ăn đòn hay sao? Nàng dừng một chút rồi vẫn bĩu môi, nói, ta thừa nhận tiểu tử này rất lợi hại, nhưng mà hiện tại, so sánh với hắn sở thanh sư huynh thì cũng hơi có chút không công bình đối với hắn. Nói đến đây, ánh mắt của nàng dừng lại bóng người thon dài ở trong màn hình bằng nguyên khí kia, sau khi trầm mặc thoáng một lát, nàng mới chậm rãi mở miệng. Nhưng nếu như cho hắn thêm ba năm nữa, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ giống như sở thanh sư huynh, trở thành đệ tử cao cấp nhất của thương huyền tông chúng ta có lẽ hắn thật sự sẽ trở thành hy vọng quật khởi cho Thánh Nguyên Phong chúng ta. Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên ở khắp núi đồi, dùng cái này để hiển lộ sự rung động trong nội tâm của rất nhiều đệ tử. Mà những lời bàn tán này cũng lan đến gần đỉnh núi cao nhất. ở chỗ đó, sáu vị tồn tại cường đại, Sanh Chấn Thương Huyền cũng nhìn qua chỗ sâu trong sơn mạch kia. bọn họ tự nhiên cũng biết được kết quả của trận quyết đấu này. trong lúc nhất thời, ngay cả với định lực của mấy người thanh dương trưởng môn, trên mặt đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, thật là thú vị. Thanh Dương trưởng môn cười rộ lên, ánh mắt tỏ vẻ hân thường, thân là trưởng môn của Thương Huyền Tông, có thể nhìn thấy trong tông môn của mình xuất hiện đệ tử ưu tú như vậy, hắn tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng. Liên Y Phong chủ của Tuyết Liên Phong cũng ngạc nhiên nhìn qua bóng người ở chỗ sâu trong sơn mạch kia, sau đó lại nhìn về phía Linh Quân Phong chủ của Kiếm Lai Phong, giống như cười mà không phải cười mà nói, "Linh Quân Phong chủ, những năm qua, Kiếm Lai Phong các ngươi không ngừng cướp đoạt đệ tử có thiên phú chắc tuyệt nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng chẳng có gì là đặc biệt cả, lại bị một đệ tử của Thánh Nguyên Phong duyệt đoàn rồi. Xưa nay, quan hệ của nàng cùng Linh Quân Phong chủ đều không quá hòa thuận, hôm nay nhìn thấy kiếm lai phong chịu thiệt, Liên Y Phong chủ tự nhiên không để ý mà chế ngạo. Linh Quân Phong chủ cười nhạt một tiếng, nói: "Người đệ tử tên Chu Nguyên này ngược lại đích thật là hạt giống tốt khó có được." Nói xong, ánh mắt của ông lại nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó là một đám trưởng lão của Kiếm Lai Phong, mà lúc này phát giác được ánh mắt của ông, những trưởng lão này đều gục đầu xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ những đệ tử kia đa số là người trong một mạch của bọn họ. Xem ra trong những năm này, đệ tử đai vàng của kiếm lai phong ta đích thật là chưa tôi luyện đủ. Linh quân phong thủ thản nhiên nói. Nghe Linh quân phong chủ nói vậy, trong lòng các trưởng lão này lập tức máy động, mặc dù bọn họ nghe không ra được buồn vui trong thanh âm của Linh quân phong chủ, nhưng những lời này hiển nhiên tự biểu độ ra sự bất mãn của ông. Xem ra lần này biểu hiện của mấy người nhạc thiên làm cho Linh quân phong thủ có cảm giác mất mặt về sau, chỉ sợ không thể thiếu được sự trừng phạt. Thân là trưởng lão của kiếm lai phong, bọn họ cũng khá hiểu rõ tính cách của linh quân phong thủ nếu như hôm nay mấy người nhạc thiên giải quyết được trung nguyên thì cho dù có người chỉ trích kiếm lai phong bọn họ lấy nhiều khi ít chỉ sợ linh quân phong chủ cũng không để ý tới bởi vì vị phong chủ này chỉ coi trọng kết quả về phần quá trình như thế nào ông ấy cũng không thèm để ý nhưng hôm nay mấy người nhạc thiên thua chuyện này làm cho thể diện của kiếm lai phong ở trong thương huyền tông tồn hao nhiều đồng thời việc này cũng không thể nghi ngờ sẽ làm cho linh quân phong chủ đánh giá những đệ tử này hai chữ vô năng nghĩ đến sự trừng phạt mà mấy người nhạc thiên sắp gặp phải chư vị trưởng lão cũng chỉ có thể thầm than một tiếng ở trong nội tâm kỳ thật nhạc thiên cũng là một đệ tử có thiên phú cực kỳ xuất sắc nếu không thì cũng sẽ không trở thành đệ tử đai vàng mạnh nhất của kiếm lai phong nhưng sau chuyện này phân lượng của hắn trong mắt linh quân phong chủ sẽ giảm bớt rất nhiều trong khi các đệ tử đầy khắp núi đồi còn đang rung động thì trong thung lũng hóa thành đất bằng ngón tay của chu nguyên đang nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm đang đau đớn sau đó ánh mắt đạm mạc kiên nhìn về phía lục huyền âm ở trước mặt lúc này đệ tử của kiếm lai phong tham gia cuộc thi này đã chỉ còn có một người là nàng cảm nhận được ánh mắt đạm ma của chu nguyên khuôn mặt vốn đã tái nhợt của lục huyền âm càng thêm trắng bệch kết quả trước mắt làm cho nàng rung động mãnh liệt nhất cho dù như thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới đệ tử của kiếm lai phong bọn họ vậy mà sẽ bị chu nguyên diệt đoàn trước đây thiếu niên trước mắt chỉ là một đệ tử ngoại sơn mà nàng đã từng liền nhìn đều lười nước mắt nhìn vậy mà khi nàng không hề hay biết đã cường đại đến loại tình trạng này nguyên lai bây giờ người đệ tử ngoại sơn lúc trước đã là một tồn tại mà nàng không thể đơn giản dung chuyển được rồi người người muốn thế nào Lục Huyền Âm run rẩy nói, cố gắng làm cho chính mình không bị loại khí thế này của Trung Nguyên chấn nhiếp. Trung Nguyên nắm chặt bàn tay lại, Thiên Nguyên bút xuất hiện và hóa thành hình như một cây thương, rồi ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lang lệ, ác liệt. Bá, thân hình của hắn mãnh liệt lao ra, ngòi bút sắc bén kia giống như thương mâu vậy, xé rách không khí, mang theo một luồng khí tức vô cùng hung hãn, lang lệ, ác liệt, chỉ thẳng vào mặt của Lục Huyền Âm. Tiếng không khí nổ tung vang lên. Ngòi bút trắng như tuyết cấp tốc phóng đại trong con mắt của Lục Huyền Âm, sát khí vò tới làm cho lục huyền âm cảm thấy ra đầu run lên nàng có một loại cảm giác trung nguyên ở trước mắt tựa hồ thật sự định dùng một thương trực tiếp giết chết nàng trong những năm gần đây trung nguyên một đường sát phạt tự nhiên cũng có hung tính chỉ có điều dĩ vãng khi đối mặt với đồng môn sư huynh đệ hắn trung quy là luôn cố gắng thu liễm nhưng đối với lục huyền âm này hắn thực sự có chút chán ghét bởi vì nếu như không phải là tại nàng có lẽ hắn cũng sẽ không gặp phải nhiều phiền toái như vậy cho nên cơn tức giận ở trong lòng khiến cho bên ngoài hắn hung hãn hơn nhiều mà ở, ở dưới hung uy của hắn, Lục Huyền Âm sợ đến mức phải liên tiếp lui về phía sau, phảng phất đều là đã quên mất phải chống cự. Để đến gió mạnh sắc bén đập vào mặt, tạo ra một vết thương ở trên gương mặt bóng loáng của nàng thì nàng mới tỉnh hồn lại rồi mãnh liệt kêu lên, "Ta nhận thua." Ngòi bút trắng như tuyết mang theo gió xoáy lăng lệ, ác liệt dừng lại ở trước mặt Lục Huyền Âm tầm hơn một tấc, gió mạnh khiến cho tóc dài bay rối tung, trông cực kỳ chật vật. Bàn tay của Chu Nguyên vững vàng nắm chặt Thiên Nguyên bút, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lục Huyền Âm một cột sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp cuốn người đang sợ đến mức hồn phi phách tán là lục huyền âm đi trung nguyên thu bút đứng thẳng người dậy hiển nhiên là hắn không có khả năng thật sự giết lục huyền âm ở chỗ này nói như vậy hắn cũng sẽ bị tông môn trừng phạt nhưng mà cũng may chính là một trận chiến này hẳn là đã để cho nữ nhân này bị dọa bề mật hơn nữa lần này hắn lại làm cho kiếm lai phong bọn họ mất hết mặt mũi chỉ sợ về sau mấy người nhạc thiên chắc hẳn sẽ bị trừng phạt không nhẹ về sau muốn lại đến tìm hắn để gây phiền phức sợ cũng không có tinh lực như vậy rồi hắn nâng bàn tay lên chỉ thấy được chung quanh có từng cái ấn ký gào thét lao đến rơi vào trong lòng bàn tay của hắn trọn vẹn 26 cái ấn ký những ấn ký này là thứ mà nhạc thiên cùng những đệ tử của kiếm lai phong cống hiến cho hắn đã có những ấn ký này hắn liền có thể trèo lên đỉnh một phong ít nhất lúc này đây trở thành đệ tử đai tím đã là chuyện giống như ván đã đóng thuyền thu ấn ký chu nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía những đệ tử đang vây quanh bốn phía bên ngoài thung lũng những người này lúc trước đều chỉ xem hắn cùng với kiếm lai phong chiến đấu mà cảm nhận được ánh mắt của Chu Nguyên, những đệ tử ở chung quanh kia đều hơi hơi dùng mình, trên khuôn mặt tỏ ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ, hơn nữa bọn họ bắt đầu lui ra phía sau, tỏ vẻ cũng không có tâm tư tranh đấu cùng Chu Nguyên. Hiển nhiên là sự hung hãn của Chu Nguyên khi đánh bại tất cả đệ tử của Kiếm Lai Phong lúc trước cũng để lại trong lòng những đệ tử này bóng ma tâm lý. Chỉ có Tô Huyền của Thương Huyền Phong kia là khác biệt, thân thể mềm mại khẽ động, đã đáp xuống một chỗ cách Chu Nguyên không xa, nàng nói, không nghĩ tới bổn sự của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà lại có thể đánh bại cả một đám đệ tử của kiếm lai phong như vậy bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Trung nguyên quay sang cười cười với nàng ấn tượng của hắn về tô uyển này ngược lại là khá tốt lúc trước cũng chỉ có một mình tô uyển chịu động thân đi ra giúp hắn mặc dù nói cuối cùng nàng vẫn bị ôm thần của lôi ngục phong kia ngăn cản nhưng hắn cũng nhìn ra được thiện ý của nàng dành cho hắn người phong ở ngay phía trước rồi sư đệ có muốn đi cùng với ta hay không tô uyển hỏi Trung nguyên chỉ hơi trầm ngâm một lát rồi cũng mỉm cười và gật gật đầu hiện tại thần hồn trong mi tâm của hắn vẫn còn đau đớn không thôi nếu đi cùng với tô uyển hắn ngược lại là có thể thừa cơ hội để khôi phục một chút vì vậy hai người liên thủ đi về phía trước thấy hai người đi tới những đệ tử của các phong khác ở chung quanh kia cũng nhao nhao tránh đi lúc này chu nguyên mang theo hung uy sau khi đánh bại tất cả đệ tử của kiếm lai phong căn bản là không có người lại dám ngăn trở vị hung thần này vì vậy một đường hai người đi cực kỳ thông suốt mà tốc độ của chu nguyên cùng tô uyển cũng theo thời gian dần trôi qua mà giảm chậm lại chỉ thấy được ở phía trước của bọn họ một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững ngọn núi này có tới tận 10 đỉnh núi trông từ xa như 10 ngón tay vậy ở bên dưới mỗi một đỉnh núi đều có một cánh cửa đá trầm trọng đứng sừng sững hiển nhiên thông qua cánh cửa này là có thể trèo lên đỉnh đồng thời cũng có thể biết được như thế nào chọn ra người đứng đầu trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím này mười ngọn núi lớn cao vút trong mây tựa như mười ngón tay của người khổng lồ tại dưới chân của mỗi ngọn núi ấy đều có một cánh cửa đá nặng nề đứng sừng sững chặn ngang trên con đường phải đi qua ngăn cản lại rất nhiều đệ tử muốn đi lên Trung Nguyên đứng ở chân núi, ngước mắt nhìn lên 10 tòa cửa đá ấy, không nhịn được có chút cảm thán trong lòng. Chỉ cần bước qua một trong 10 tòa cửa đá này thì hắn sẽ được thăng cấp trở thành đệ tử đai tím, chính thức trở thành một thành viên trong lực lượng trụ cột của Thương Huyền Tông. Đương nhiên, sự thay đổi lớn nhất chính là những đặc quyền khiến bao người mơ ước mà đệ tử đai tím có thể hưởng thụ kia. Để có thể được hưởng những đặc quyền này, đã có không biết bao nhiêu đệ tử Thương Huyền Tông phấn đấu ngày đêm. Trung Nguyên nhìn về phía cửa đá, nhưng cũng không vội vã tiến lên, mà ngược lại đứng yên ở một chỗ để bình phục lại cảm giác đâm nhói nơi thần hồn mi tâm. Trong lúc Chu Nguyên còn đang chờ đợi thì chung quanh hắn cũng đang không ngừng vang lên những âm thanh xé gió, theo thời gian dần trôi qua thì đã có thêm một số người đi tới nơi đây. So với số lượng đệ tử tham gia kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím lúc đầu, số người đang đứng ở đây ít hơn rất nhiều, chỉ khác là nguyên khí hiển hiện quanh thân mỗi một người đều cực kỳ mạnh mẽ, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, hiển nhiên đều không phải là kẻ tầm thường. Dù sao, để có thể đi tới nơi đây thì điều kiện tiên quyết là phải đánh bại rất nhiều đối thủ, đã làm được điều đó thì cũng đủ tư cách để đứng vào hàng ngũ các đệ tử đai vàng nổi bật của Thương Huyền Tông, thực lực ai nấy sẽ không hề thấp. Khiến cho người ta chú ý nhất chính là năm bóng người đứng ở hàng đầu tiên của nhóm đệ tử này. Đó là Tô Uyển của Thương Huyền Phong, Hạ Vũ của Linh Văn Phong, Uông Thần của Lôi Ngục Phong, Mục Xuân Lôi của Tuyết Liên Phong, Ngô Nhạc của Hồng Nhai Phong. Năm người này chính là năm người đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử đai vàng của tất cả các đỉnh núi, thực lực ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ thế nên những đệ tử khác đều không dám đứng quá gần bọn họ biểu hiện ra ý tứ là không muốn tranh chấp cùng với bọn họ đương nhiên ngoại trừ năm người này trong phạm vi bán kính mấy chục trượng xung quanh trung nguyên cũng trống rỗng không người nào dám đặt chân thậm chí là năm người tô uyển cũng thỉnh thoảng nhìn về phía trung nguyên với ánh mắt chứa đầy vẻ kinh rè hiển nhiên thành quả tiêu diệt một nhóm đệ tử kiếm lai phong lúc trước của trung nguyên đã khiến cho bọn họ bị xung động thật lâu đừng quên là trong nhóm người bị loại bỏ này còn có nhạc thiên là người vốn cũng đứng ngang hàng với bọn họ ngay cả người như thế cũng bị trung nguyên đá ra khỏi cuộc chiến này từ đó cũng có thể thấy được sức chiến đấu đáng sợ của hắn mạnh mẽ tới nhường nào thế nên không có người nào dám tùy tiện gây sự với trung nguyên cho dù bọn họ cũng hiểu rõ trung nguyên có thể giành được thành tích kinh người như vậy là nhờ vào việc bố trí xong kết giới từ trước thế nhưng bất kể thế nào thì bản thân việc có thể bố trí ra một kết giới mạnh mẽ như vậy cũng là một phần thực lực của trung nguyên rồi cho đến khi các đệ tử đã đều tụ tập vào phía dưới chân núi của thập phong thì nhóm người tô uyển hạ vũ ung thần bắt đầu hành động chỉ thấy bọn họ bắn mạnh người ra, mỗi người đều rơi vào trước một tòa cửa đá. Sau đó bọn họ đều xoay người đứng thủ ở trước cửa đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh. Ý định mà bọn họ muốn biểu đạt cũng rất rõ ràng, năm tòa cửa đá này đã do bọn họ chiếm đoạt. Trung Nguyên thấy thế thì cũng không khách khí, dậm chân một cái rơi xuống phía trước một tòa cửa đá thứ sáu. Quy tắc lúc này là nếu ai không đồng ý với việc sáu người bọn họ chiếm cứ cửa đá thì có thể trực tiếp bước lên khiêu chiến, nếu chiến thắng được ai thì sẽ được thay thế người đó. Chỉ là khi đối mặt với các đệ tử đai vàng hàng đầu thì không phải là ai cũng có đủ dũng khí để bước lên phía trước. Mà theo ý nghĩ của một số người lúc trước khi bắt đầu kỳ thi thì nếu Chu Nguyên dám chiếm lấy một cái cửa đá, thì hắn chắc chắn phải hứng chịu lấy rất nhiều đệ tử tới khiêu chiến, bởi vì đa phần mọi người đều cho rằng Chu Nguyên không có tư cách như vậy. Thế nhưng trải qua trận chiến giữa Chu Nguyên cùng đám đệ tử của Kiếm Lai Phong lúc trước thì tất cả mọi người đều đã bỏ đi ý nghĩa này. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy dù có phải đi khiêu chiến năm người khác cũng không muốn phải đối mặt với kẻ hung thần như Trung Nguyên chỉ là có sự gia nhập của trung nguyên số cửa đá mà các đệ tử còn lại có thể lựa chọn cũng chỉ còn lại là bốn cái thế là tiếp đó trước bốn tòa cửa đá này liên tiếp diễn ra các trận tranh đoạt kịch liệt vì có thể đặt trên đặt chân lên con đường trở thành đệ tử đai tím tất cả các đệ tử có thể đi tới nơi đây đều bùng phát ra sức chiến đấu cực hạn của mình bởi vậy tình hình trước bốn tòa cửa đá này đều trở nên cực kỳ hỗn loạn mà ở khu vực chỗ sáu người trung nguyên đang đứng thì trái ngược hoàn toàn yên lặng vắng vẻ không người khiêu chiến thế nên bọn họ cũng chỉ đứng ở nơi đó nhìn về phía chiến đấu ở bốn tòa cửa đá bên kia. Tình trạng hỗn loạn này kéo dài trong khoảng thời gian gần một nén nhang. Cuối cùng, trong những tiếng kêu rên đầy đất của đám người ngã xuống, có bốn người đệ tử thoát ra khỏi trùng vây, mang theo tâm trạng phấn khởi cùng kích động đi về hướng bốn và cửa đá phía trước. Mà khi mười vị đệ tử đã tập hợp đông đủ ở trước từng tòa cửa đá thì các đệ tử đứng xem ở bên ngoài cũng bùng phát lên từng trận hoan hô. Đến tận lúc này thì đã có thể xác định được mười người đệ tử có tư cách thăng cấp trở thành đệ tử đai tím vô số những đệ tử đứng xem đều nhìn về phía 10 người bọn họ với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Có thể nói trở thành đệ tử đai tím là mục tiêu chung của tất cả các đệ tử Thương Nguyên Tông, chỉ khi đi đến vị trí này thì mới có tư cách tham dự tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch, thậm chí là thánh tử. Bây giờ đã xác định được 10 người đệ tử đứng đầu, tiếp theo đây mới là thời điểm đặc sắc nhất của kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím. Đúng vậy, trận chiến tiếp theo là để xác định vị trí thứ nhất. Không biết quy tắc tranh đoạt vị trí thứ nhất của năm nay sẽ là gì, thật khiến cho người ta phải chờ mong chỉ là mặc kệ là dùng phương thức gì ta lại cảm thấy trung nguyên có cơ hội rất lớn để giành được vị trí thứ nhất cũng chưa chắc nên nhớ lúc trước trung nguyên có thể đánh bại đám người kiếm lai phong là bởi vì lợi dụng yếu tố là nhóm nhạc thiên không kịp đề phòng đến khi trung nguyên bày xong kết giới thì cũng đã muộn bây giờ tất cả mọi người đều đã biết là hắn có được con át chủ bài này nếu phải giao chiến thì tất nhiên là sẽ không để cho hắn có đủ thời gian để tung ra hoàn toàn chính xác trung nguyên mà không có sự giúp đỡ của kết giới thì chưa chắc đã có thể đối kháng trực diện với những người nổi bật như tô uyển vuông thần Đông đảo đệ tử đều bàn luận xôn xao, trong mắt ai nấy đều cất chứa vẻ mong chờ, có thể nói 10 người đang đứng trước mắt họ là 10 người mạnh nhất trong hàng ngũ các đệ tử đai vàng của Thương Huyền Tông, tiếp sau đây sẽ là cuộc chiến giữa bọn họ để quyết định ra ai mới là người xứng đáng nhất cho ngôi vị số 1, có thể tưởng tượng đó sẽ là một trận đấu phấn khích tới nhường nào. Chu Nguyên đứng ở phía trước cửa đá, Xòe bàn tay ra, chỉ thấy những ấn ký vốn in dấu ở trên mu bàn tay đột nhiên lóe sáng, cuối cùng bay ra khỏi bàn tay của hắn rồi chui vào trong cửa đá ở trước mặt. Ầm ầm ấn ký vừa chui vào cửa đá thì lập tức có tiếng vang ầm ầm phát ra chỉ một lát sau thì cánh cửa đá vốn đóng chặt lại từ từ mở ra cảnh tượng hiện lên trước mắt chu nguyên là một không gian bị bao phủ trong một lớp sương mù nhàn nhạt, nhạt cùng với đó là một con đường nhỏ do đá vụn lát thành kéo dài xa về phía chỗ sâu cuộc chiến cuối cùng ánh mắt chu nguyên có chút lóe sáng thực ra thì hắn cũng không có hứng thú lắm với cái vị trí thứ nhất này thế nhưng phần thưởng cho người đứng đầu một viên nguyên tinh đan lại rất có sức hấp dẫn đối với một người theo chủ nghĩa thực dụng như chu nguyên nếu như lấy được viên đan dược này thì hắn sẽ có thể nhanh chóng bước vào cảnh giới thái sơ tứ trọng thiên từ đó trung nguyên sẽ có thêm phần nắm chắc giành chiến thắng trong trận đấu tranh đoạt vị trí thủ tịch của thánh nguyên phong diễn ra vào cuối năm nay dù sao cuộc chiến tranh đoạt vị trí thủ tịch là cực kỳ khốc liệt không phải là những cuộc thi nho nhỏ này có thể so sánh được trung nguyên hít sâu một hơi đưa chân bước qua cửa đá đón lấy màn xương ập vào mặt đặt chân lên con đường đá vụn trước mắt bước đi trên con đường đá vụn có vẻ là đang không ngừng đi lên phía trên sương mù chung quanh che lớp tầm mắt mặc dù vẫn luôn nhìn về phía trước chế nhưng nơi khóe mắt của trung nguyên vẫn không thể che giấu vẻ tò mò bởi vì hắn cũng muốn biết là năm nay sẽ dùng loại phương thức nào để quyết định ra vị trí đứng đầu có lẽ là đợi 10 người bắt cặp chiến đấu hai chăng mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào bước chân của chu nguyên vẫn hết sức vững vàng cứ đi như vậy qua khoảng trường một nén hương rốt cuộc thì hắn cũng cảm thấy là mình đã đi tới cuối con đường bởi vì lớp sương mù trước mặt đã bắt đầu mỏng dần cho đến khi hoàn toàn tiêu tán sương mù tan đi xuất hiện tại trước mắt Trung nguyên là một vùng quảng trường cực kỳ rộng rãi mà ánh mắt của Chu Nguyên thì trực tiếp khóa chặt lại tại một vị trí trong sân, chỉ thấy ở nơi đó đang có một bóng người đứng thẳng, hai tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, vỏ kiếm thì cắm thẳng trên mặt đất. Phía trên một tảng đá lớn cách người này không xa còn cắm một cây hương lớn dài tới hơn một trượng. Chu Nguyên nhìn thấy người này thì con ngươi không nhịn được co rút lại, mà người kia cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười nghiền ngẫm với Chu Nguyên. Chu Nguyên, phải nói là lúc trước ngươi đã gây ra động tĩnh rất lớn rồi đấy, chỉ là thật bất ngờ là ngươi sẽ chọn chúng cửa ải của ta chu nguyên cao mày bởi vì hắn cũng không hề lạ lẫm với người đang đứng trước mắt mình này kẻ này cũng là một đệ tử của kiếm lai phong hình như gọi là từ viêm cửa ải mà các đệ tử phải vượt qua trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí thứ nhất lại do đệ tử đai tím lâu năm quản lý độ khó của cuộc thi năm nay thật đúng là cao ngay tại thời điểm mà chu nguyên đi vào quảng trường sau đó phải đối mặt với từ viêm của kiếm lai phong thì rất nhiều đệ tử đang đứng xem ở bên ngoài cũng nhờ vào sự giúp đỡ của mặt kính hình thành từ nguyên khí và thấy được cảnh tượng này thế là tất cả đều ồn ào sao động người giữ cửa ải lại là sư huynh từ viêm của kiếm lai phong không ngờ quy tắc chọn lựa người đứng đầu trong kỳ thi lần này lại là điều động các đệ tử đai tím lâu năm giữ cửa ải chín người khác cũng gặp phải người cản đường toàn bộ người giữ ải đều là những đệ tử đã có uy tín lâu năm trong hàng ngũ các đệ tử đai tím thực lực ai nấy đều cực kỳ mạnh mẽ chẳng lẽ quy tắc là nếu ai có thể chiến thắng những đệ tử đai tím lâu năm này thì sẽ giành được ngôi vị đứng đầu trong cuộc thi lần này ư ừ. điều đó là không có khả năng phải biết mấy người sư huynh từ viêm đều đã vượt qua cảnh giới thái sơ thất trọng thiên từ lâu hơn nữa vì bọn họ đều là đệ tử đai tím thế nên công pháp tu luyện đều thuộc hàng lục phẩm trở lên, bởi vậy nguyên khí của bọn họ đều là lục phẩm. Trái ngược với đó, mặc dù mấy người tu huyền là những đệ tử hàng đầu trong hàng ngũ các đệ tử đai vàng của các ngọn núi, thế nhưng nguyên khí của bọn họ cũng chỉ mới đạt tới cấp ngũ phẩm mà thôi, đó là còn chưa kể tới sự chênh lệch về kinh nghiệm, tạo nghệ, thế nên muốn những đệ tử đai vàng như bọn họ giành chiến thắng là không thể nào. Nói đúng lắm, chắc hẳn quy tắc để giành vị trí đứng đầu cũng không phải là yêu cầu bọn họ phải đánh bại nhóm người sư huynh từ viêm tiếng bàn luận xôn xao quanh quẩn khắp mọi nơi hiển nhiên là mọi người cũng cảm thấy hết sức bất ngờ đối với quy tắc tranh đoạt vị trí đứng đầu của kỳ thi lần này trên một ngọn núi yêu yêu cùng lý khanh thiền cũng đang tập trung nhìn vào mặt kính nguyên khí trên bầu trời từ viêm của kiếm lai phong trên khuôn mặt đẹp mê hồn của lý khanh thiền hiện lên nét kinh ngạc nàng nói xem ra chu nguyên thật là có duyên với đám người kiếm lai phong chỉ là tùy tiện lựa chọn một cái cửa đá thôi mà đã gặp phải kẻ thù cũ rồi nói tới đây lý khanh thiền hơi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp không ngờ trưởng giáo cùng các vị phong chủ lại phái những đệ tử đai tím có uy tín lâu năm ra để thử thách bọn họ ta nghĩ mục đích cũng không phải là yêu cầu các đệ tử dự thi phải đánh bại người giữ cửa ải mà là muốn quan sát xem ai có thể kiên trì chống lại những đệ tử đai tím lâu năm này càng lâu hơn nói tới đây lý khanh thiền quay đầu nhìn yêu yêu và nói chỉ là lần này chu nguyên quá xui xẻo rồi nếu là những người khác thì có lẽ sẽ được nương tay thế nhưng chu nguyên lại gặp phải từ viêm thì đừng mơ được dễ chịu thế nên chỉ sợ là nguyện vọng tranh đoạt vị trí đứng đầu của chu nguyên sẽ không thể thực hiện được nói đến đây trong giọng nói của lý khanh thiền không giấu nổi vẻ tức nuối dù sao nàng cũng là một trong những người được chứng kiến sự nỗ lực trong suốt kỳ thi của chu nguyên thế nhưng nào ngờ đâu cửa ải cuối cùng này lại gặp phải kẻ địch mạnh mẽ tới nhường ấy đôi tay yêu yêu nhẹ nhàng vuốt về đầu thôn thôn đôi mắt đẹp như nước hồ thu của nàng vẫn luôn tập trung nhìn vào trong mặt kính nguyên khí qua một lúc nàng mới mở miệng nói vẫn câu nói cũ việc chưa tới cuối cùng thì đừng vội kết luận lý khanh thiền nghe vậy thì hơi tức giận nói bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lòng tin dành cho chu nguyên của cô nhiều tuyến mức mù quáng rồi đấy trước đó hắn có thể tiêu diệt nhóm người nhạc thiên là vì không ai biết được hắn lại nắm giữ thiên lôi huyền hòa kết giới thế nên bọn họ mới bị hắn lừa vào trong cốc rồi thừa cơ bố trí thế giới thế nhưng đến bây giờ thì chỉ sợ là từ viêm đã biết còn át chủ bài này của chu nguyên rồi hắn chắc chắn sẽ không để cho chu nguyên có cơ hội lại làm như vậy nữa đã không có kết giới hỗ trợ chỉ dựa vào thực lực bản thân nói không chừng chu nguyên còn chẳng thắng được nhạc thiên huống chi là người có cảnh giới cao tới thất trọng thiên như từ viêm Lý Khanh Thiền vốn là một người rất lý trí, thế nên nàng cảm thấy không thể nào hiểu được ý nghĩ này của yêu yêu. Bản thân nàng không phủ nhận là Trung Nguyên đã rất xuất sắc, thế nhưng là người thì đều có cực hạn. Cảnh giới bây giờ của hắn cũng mới chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên, nếu đến lúc này mà có người vẫn còn tin tưởng là nguyên khí của Trung Nguyên vẫn có thể chống đỡ được từ viêm thì chỉ có thể nói là người đó đã quá coi thường độ chênh lệch tới bốn đẳng cấp về tu vi giữa hai bên rồi. Yêu yêu vẫn yên lặng không nói gì, bản thân nàng cũng hiểu, hiện giờ phải đối mặt với kẻ định mạnh thế này sẽ tạo thành áp lực cực lớn cho chu nguyên chỉ là khác với những người khác nàng lại cho rằng áp lực lớn như vậy lại mang đến rất nhiều chỗ tốt cho chu nguyên về phần chu nguyên có thể vượt qua được khó khăn này hay không thì đã không quá trọng yếu trong lúc mọi người bên ngoài vẫn còn đang xôn xao bàn tán về chu nguyên thì nơi đỉnh núi trên quảng trường đá vụn hắn cũng đang quan sát kẻ địch trước mắt với ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng áp lực như có như không do từ viêm mang lại khiến cho chu nguyên cảm thấy rất bức bối thái sơ cảnh thất trọng thiên Cảnh giới này còn cao hơn một cấp bậc so với đám người Nhạc Thiên. Từ Viêm nhìn Chu Nguyên với vẻ mặt hững hờ, nói với giọng tùy ý, "Còn nhớ lần gặp mặt lúc trước, ta đã cho ngươi một cơ hội nói lời xin lỗi với sư muội Huyền Âm, nếu khi đó ngươi biết nghe lời thì đã có thể hóa giải ân oán, chỉ tiếc là Chu Nguyên sư đệ ngươi quá kiêu ngạo, lại từ chối ý tốt của sư huynh ta đây. Thế nên vì làm cho Chu Nguyên sư đệ nhận thức đúng vị trí của mình, ta còn nhờ đám người Nhạc Thiên sư đệ. À quên, đây cũng là ý tứ của Trượng trúc sư huynh nữa đấy." Chu Nguyên nghe vậy thì nhíu mày lại, Hóa ra việc đám người Nhạc Thiên có hành động bất thường, liên thủ lại vây quét mình là do tên Từ Viêm này giờ trò, hơn nữa tên Trượng Trúc kia cũng nhúng tay vào, chẳng phải kẻ này là thánh tử thứ hai của Kiếm Lai Phong mà, vì sao hắn cũng nhằm vào mình. Trong lòng suy nghĩ, Chu Nguyên lại mở miệng trả lời, nếu thế thì chỉ sợ là sẽ để hai vị sư huynh thất vọng rồi. Giọng nói của Chu Nguyên cực kỳ lãnh đạm, nếu người ta đã bày tỏ muốn nhằm vào hắn rõ ràng như vậy thì hắn cũng không cần thiết lại phải tỏ vẻ khách khí làm gì. Từ Viêm gật gật đầu, thở dài nói, đúng là có chút thất vọng không ngờ đám người nhạc thiên lại bị thua ở dưới tay ngươi. Nghĩ tới kết quả này, cho dù là hiện tại, Từ Viêm vẫn cảm thấy thật khó có thể tiếp nhận, hắn thấy đội hình của nhóm người nhạc thiên đã rất mạnh rồi, nhưng không ngờ là cuối cùng vẫn bị Chu Nguyên tiêu diệt. Hai tay Từ Viêm nắm chặt chuôi kiếm, về mặt khôi phục sự hờ hững, nói, thế nên, mặc dù ngươi đã rất cố gắng, nhưng nếu đã đi tới cửa ải này của ta thì cũng đừng mơ có thể tiếp tục đi thêm một bước. Các đệ tử kiếm lai phong cần lấy sự thảm bại của ngươi để tìm lại một chút mặt mũi nếu bây giờ ngươi còn có chút lý trí thì ta đề nghị nên nhận thua đi thôi, nếu không. Nói tới đây, từ viêm mỉm cười, thì cũng đừng trách sư huynh đang ỉ lớn hiếp nhỏ, dạy dỗ cho ngươi một bài học nhớ đời. Trung Nguyên nắm nhẹ bàn tay, thiên nguyên bút lập tức xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn từ viêm, trong ánh mắt chẳng có chút nào sợ hãi, nói, nói thẳng quy tắc thi đi, để giành vị trí đứng đầu thì phải đánh bại ngươi à. Từ viêm nghe vậy thì hơi bất ngờ, ngay sau đó lại không nhịn được cười ra tiếng, mà ánh mắt của hắn thì càng ngày càng lạnh lùng. Quái miệng cũng cong lên một nụ cười đầy châm chọc. Trung Nguyên sư đệ, xem ra thắng lợi lúc trước đã khiến cho ngươi triệt để mất đi lý trí rồi. Từ Viêm xoay người chỉ chỉ cây hương cao tới một trượng đằng sau mình kia, nói với vẻ đầy trêu tức. Hiện tại, đám đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím các người sẽ đều gặp phải các đệ tử đai tím lâu năm đến từ bảy phong. Mà quy tắc để quyết định xem ai là người đứng đầu thì phụ thuộc vào việc trong các người, ai có thể kiên trì chống lại người giữ cửa ai càng lâu hơn. Đặc biệt là khi cây hương lớn này bị cháy hết mà ai vẫn còn có thể kiên trì không bị thua thì người đó sẽ trực tiếp trở thành người đứng đầu. Cho nên, Trung Nguyên Sư Đệ à, việc mà ngươi cần lo lắng bây giờ cũng không phải là làm thế nào để đánh bại ta, mà hãy suy nghĩ một chút xem mình có thể kiên trì dưới tay ta bao lâu cơ. Thật ra, vì mọi người đều là đồng môn, lúc mới nhận nhiệm vụ thì các đệ tử đai tìm chúng ta đều bảo nhau nhường nhịn một chút, để cho thí sinh các người có thể kiên trì lâu hơn, như thế cũng không quá mất mặt mũi. Chỉ tiếc, từ viêm nhún nhún vai dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trung Nguyên và nói, ta đổi ý rồi, Trung Nguyên, ngươi sẽ là người đầu tiên bị đào thải khỏi cuộc chiến này. Ánh mắt của Trung Nguyên trở lên cực kỳ ngưng trọng, thiên nguyên bút trong tay lập tức căng phồng lên, ngòi bút màu tuyết trắng chỉ xéo xuống mặt đất, nguyên khí màu vàng óng từ đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời, tượng như một cột khói vàng. Trong cột khói ấy còn truyền ra tiếng rắn rít gào như có như không. Vậy hôm nay ta sẽ phải lãnh giáo bản lĩnh của sư huynh một chút rồi. Trung Nguyên chậm rãi nói, trong con người không chỉ không có e sợ, ngược lại lại dâng trào chiến ý. Mặc dù kẻ địch rất mạnh, thế nhưng từ trước đến nay Chu Nguyên còn chưa bao giờ phải sợ hãi trước cường địch. Ngược lại, Chu Nguyên lại cho rằng mỗi một đối thủ mạnh mẽ đều là hòn đá mài đao, mỗi lần chiến đấu sẽ là một lần cơ hội để hắn rèn luyện bản thân. Nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi của Chu Nguyên thì Từ Viêm lại càng cười mỉm mai. Hy vọng là sau khi bắt đầu chiến đấu thì ngươi vẫn còn có thể giữ vững loại ý chí như thế này. Nói đoạn, Từ Viêm đột nhiên vung ngang trường kiếm trong tay, khiến cho không khí xung quanh phát ra âm thanh như bị xé rách. Xoẹt mà cây hương lớn cao chừng một trượng đằng sau kia cũng bị nhen lửa một sợi khói xanh từ từ dâng lên hương lớn đã được đốt lên từ viêm cầm kiếm trong tay ánh mắt cũng trở nên cực kỳ sắc bén một luồng nguyên khí màu xanh đen bắt nguồn từ đỉnh đầu hắn phóng lên trận trời cột nguyên khí cao tới hơn 800 trượng cột nguyên khí ấy tựa như một thanh kiếm khổng lồ màu xanh đứng sừng sững giữa thiên địa cùng lúc đó một luồng áp lực khổng lồ lan tràn ra xung quanh theo sau đó là tiếng kiếm reo vang lên tận trời chu nguyên lúc trước là ngươi khiến cho kiếm lai phong chúng ta bị mất mặt nhưng bây giờ đã đến lúc ngươi phải trả giá cho hành vi của mình rồi đấy ông cột sáng bằng nguyên khí có màu xanh đen to khoảng 800 trăm trượng phóng lên trời quấy động phong vân kiếm cương lăng lệ áp liệt phóng ra làm cho toàn bộ thiên địa đều tràn ngập tiếng kiếm ngân vang vừa ra tay từ viêm này đã triển lộ ra thực lực kinh người là thái sơ cảnh thất trọng thiên cảm nhận được khí thế của từ viêm này khuôn mặt của trung nguyên cũng trở nên ngưng trọng bàn tay nắm chặt thiên nguyên bút đối mặt với địch thủ mạnh mẽ như thế hắn cũng không dám có chức coi thường quỳnh mà ngay khi nguyên khí của từ viêm phóng lên trời thì tựa như là đã bàn bạc trước chỉ trong nháy mắt ở trên chín đỉnh núi khác cũng có chín đạo nguyên khí cường hãn bộc phát ra điều bất ngờ chính là cả chín đạo nguyên khí đạt đến cấp độ thái sơ cảnh thất trọng thiên hiển nhiên trên chín ngọn núi còn lại chiến đấu cũng đã đến hồi gai cấn nhưng mà so sánh với từ viêm chín đạo nguyên khí cường hãn kia giống như là vẫn còn giữ lại một chút hiển nhiên là giống như những lời mà từ viêm đã nói lúc trước những đệ tử đai tím trấn thủ đều sẽ cho những sư đệ sư muội xông quan một chút mặt mũi nhưng từ viêm hiển nhiên là không có ý định làm như thế mặc dù là rất nhiều đệ tử ở bên ngoài sơn mạch cũng có thể phát giác được ý tứ trong lời nói của từ viêm nhưng mà đối với chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể tức hận thở dài ai bảo trung nguyên xui xẻo như vậy hết lần này tới lần khác lại gặp phải từ viêm của kiếm lai phong nếu là gặp được đệ tử của phong khác thì trung nguyên còn có thể dàn xếp một chút nhưng mà từ viêm thì ở bên ngoài sơn mạch từ bên trong dòng sông lục huyền âm bay lên không trung và chợt vật rơi xuống bờ bên cạnh nàng ngẩng đầu nhìn qua đạo nguyên khí lăng lệ ác liệt kia bùng nổ từ bên trên đỉnh núi trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua thần sắc oán hận trung nguyên kia không ngừng làm cho nàng mất hết mặt mũi nhưng mà ngoại trừ oán hận trong mắt của nàng lại còn có cả thần sắc sợ hãi hơn nữa sợ hãi chiếm nhiều hơn là oán hận lúc trước cảnh tượng trung nguyên hung hăng đâm đến với ánh mắt hung hãn làm cho trong lòng của nàng có cảm giác lạnh lẽo chuyện này làm cho nàng không có dũng khí lại đối đầu với trung nguyên nhưng có lẽ là may mắn mà ông trời chiếu cố cho chu nguyên đã dùng hết rồi cho nên lần này thằng này lại không may đụng phải từ viêm chu nguyên người cũng đừng đắc ý từ viêm sư huynh sẽ cho người biết đắc tội kiếm lai phong chúng ta là chuyện ngu xuẩn cỡ nào xem ra trong lần kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này người sẽ không thể tiến thêm nửa bước nữa rồi về phần vị trí đứng đầu thì ngươi càng đừng suy nghĩ ba bên trên đỉnh núi từ viêm cười lạnh hai bàn tay đột nhiên chập lại bá sau đó cột sáng bằng nguyên khí màu xanh đen to khoảng 800 trăm trượng kia đột nhiên tách ra hóa thành hơn 10 cột sáng có hình dạng như những thanh kiếm tản ra khí tức vô cùng sắc bén mãnh liệt bắn xuống tốc độ cũng nhanh như là tia chớp nghe tiếng xé gió vang vọng ở trên đỉnh đầu trung nguyên nhanh chóng thi triển hóa hư thuật thân hình của hắn lập tức hóa thành một đám khói nhanh như chớp lùi về phía sau Quỳnh, quỳnh. từng đạo kiếm cương màu xanh mãnh liệt bắn xuống khi va chạm vào mặt đất chúng tựa như là những thanh kiếm thực sự đâm thẳng vào và lưu lại trên mặt đất những vết kiếm thật sâu mỗi một đạo kiếm cương màu xanh rơi xuống đều tạo nên chấn động làm đất đá bắn tung tóe mà thân hình đang hư hóa của trung nguyên giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ dập dềnh trong sóng biển dữ đội theo gió lắc lư nguy hiểm vạn phần hơi không cẩn thận là sẽ lật úp ngay khi một đạo kiếm cương màu xanh cuối cùng biến mất thân hình của trung nguyên cũng hiện ra lúc này sắc mặt của hắn cũng cực kỳ ngưng trọng bởi vì ở bên ngoài thân thể của hắn ẩn ẩn có vết máu nhàn nhạt, nhạt xuất hiện những vết màu này là do những đạo kiếm cương màu xanh lúc trước lưu lại không hổ là đệ tử đai tím có uy tín lâu năm trung nguyên nhẹ nhàng lau vết máu trên mu bàn tay và thản nhiên nói từ Viêm không hổ là đệ tử đai tím có uy tín lâu năm, không chỉ có tu vi nguyên khí hùng hậu, hơn nữa phẩm chất của nguyên khí cũng đã đạt đến cấp độ lục phẩm. Kiếm cương của Từ Viêm chỉ mới xẹt qua mà đã có kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn để tạo thành những vết thương này rồi. Nếu như không phải là phẩm chất của Thông Thiên Huyền Mãng khí cũng rất cao thì chỉ sợ rằng kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể hắn đã có thể làm cho hắn cực kỳ đau đầu. Dựa theo suy đoán của hắn, nguyên khí của Từ Viêm hẳn là lục phẩm phổ thông. Nhưng may mắn Thông Thiên Huyền Mãng khí của hắn chính là lục phẩm đỉnh phong, đây có lẽ là một trong những ưu thế không nhiều của hắn hiện tại phẩm chất của nguyên khí của ngươi cũng không thấp đâu vậy mà có thể hóa giải được thanh nguyệt kiếm cương của ta mặc dù thanh nguyệt kiếm cương chỉ là nguyên khí lục phẩm phổ thông nhưng cũng không phải là loại nguyên khí lục phẩm nào cũng có thể hóa giải được đâu nhất là khi tu vi của ngươi lại chỉ có thái sơ cảnh tam trọng thiên nhìn qua trung nguyên từ viêm nhíu mày một cái rồi thản nhiên nói mặc dù toàn thân người sau cũng khá nhiều vết máu nhưng nguyên khí cũng không hề hỗn loạn chút nào Hiển nhiên là chuyện Chu Nguyên có thể hóa giải Thanh Nguyệt Kiếm Cương đã xâm nhập trong cơ thể cũng làm cho Từ Viêm hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng vậy thì càng tốt hơn, miễn cho ta còn lo lắng mình không lưu tình thì sẽ lỡ đánh chết người mất. Khóe miệng của Từ Viêm hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Vừa dứt lời, bàn chân của Từ Viêm đột nhiên đạp mạnh xuống đất một cái. Huỳnh, Chu Nguyên chỉ thấy được từ dưới chân Từ Viêm, nguyên khí màu xanh giống như sóng sung kích quét ngang qua, chỉ trong giây lát đã tràn ngập trong huyệt động này. Thanh Nguyệt Kiếm Quang, ông nguyên khí màu xanh bao quanh người từ viêm chấn động rồi nhanh chóng phân hóa ra tạo thành vô số đạo kiếm quang màu xanh mảnh khảnh giống như là lông tơ sau một khắc hàng tỷ đạo kiếm quang màu xanh nhanh chóng bắn thẳng tới chu nguyên ở dưới đòn công kích có phạm vi rộng này coi như là tốc độ của chu nguyên có nhanh hơn nữa thì cũng không có cách nào tránh né nhìn qua vô số kiếm quang màu xanh đang ùn ùn kéo đến con người của chu nguyên cũng hơi hơi co rụt lại sau nháy mắt thân thể của hắn nhanh chóng hư hóa nhìn qua giống như là trở nên trong suốt hóa hư thuật thiên mãng lân hắn quát khẽ, lớp vẩy màu xanh nhạt lập tức hiện ra và nhanh chóng bao trùm toàn thân. Chuẩn bị sau những lớp phòng ngự này, Chu Nguyên vẫn như trước không có dừng lại, hắn ven ống tay áo lên, chỉ thấy được trên cánh tay có một đạo nguyên văn hiện ra, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên là Chu Nguyên cũng đã sớm chuẩn bị từ trước. Lưu Ly Kim Thân Văn. Trong tiếng quát của Chu Nguyên, nguyên văn kia lập tức lan tràn ra, một màn sáng màu xanh biếc hiện lên, cuối cùng bao trùm toàn bộ thân hình của Chu Nguyên. Ở trong màn sáng màu xanh biếc này ngay cả thiên mãng lân đều biến thành màu xanh biếc lúc này chu nguyên giống như là một bức tượng thủy tinh nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ kinh người đinh đinh đang đang bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mà ngay sau khi chu nguyên chuẩn bị thỏa đáng hết thảy thì vô số đạo kiếm quang màu xanh kia cũng vừa đúng lúc rơi xuống vì vậy trong khoảnh khắc tiếng va chạm thanh thúy vang vọng ở trên đỉnh núi này giống như là một cơn mưa kiếm màu xanh cuồng bạo gào thét rơi xuống bên ngoài sơn mạch nhìn qua cảnh tượng này vô số đệ tử nứt nước bọt ở chín ngọn núi khác mọi người hiện tại giờ mới bắt đầu khởi động Tham dò lẫn nhau mà bên này, Trung Nguyên cùng Từ Viêm đã lộ ra sát cơ, hai bên ra tay đều không hề lưu tình chút nào. Từ Viêm này cũng quá độc ác rồi, chỉ vừa mới bắt đầu mà hắn đã thi triển ra Thanh Nguyệt kiếm quang sở trường của mình rồi, cho dù là đệ tử đai tím mà gặp phải chiêu này đều chỉ có thể quay đầu trốn chui trốn nổi như chuột. Có đệ tử cảm thán, hết cách rồi, lúc trước Trung Nguyên khiến cho toàn bộ đệ tử của Kiếm Lai Phong bị loại khỏi kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này làm cho Kiếm Lai Phong mất hết mặt mũi, cho nên hiện tại từ viêm phải làm cho chu nguyên chật vật thất bại thì mới có thể vãn hồi một ít mặt mũi cho kiếm lai phong được cũng không biết chu nguyên có thể chống đỡ được hay không ở trong rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao kia cơn mưa kiếm quang màu xanh đang chút xuống bên trên đỉnh núi kia cũng theo thời gian trôi qua mà ngất dần cuối cùng triệt để ngừng lại vô số ánh mắt nhìn về phía một đống bừa bộn trên mặt đất chỉ thấy được ở chỗ đó trên mặt đất xuất hiện vô số hố sâu rậm rạp chẳng chịt những hố sâu này chỉ to khoảng chừng ngón tay út nhưng phía dưới lại một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy mà ở chỗ trung tâm của khu vực này chu nguyên bảo trì tư thế hai tay giao nhau ở trước mặt mà ở trên thân thể hắn cắm đầy kiếm quang màu xanh làm cho hắn trông giống như là một con nhím đầy gai vậy trông cực kỳ thay thảm nhìn qua cảnh tượng này từ viêm nhắm hai mắt lại răng rác từ trên thân thể của chu nguyên tựa hồ là có tiếng vỡ nát rất nhỏ vang lên chỉ thấy được lớp vẩy màu xanh biếc như thủy tinh kia bắt đầu vỡ tan ra nhưng mà lớp vẩy vỡ ra đồng thời cũng sẽ làm cho những kiếm quang màu xanh cắm ở trên người chu nguyên kia rơi ra chỉ trong mấy giây ngắn ngủn lớp vảy màu xanh biếc như thủy tinh đều rơi xuống thân thể của chu nguyên cũng khôi phục bình thường bên ngoài thân thể của hắn có rất nhiều điểm nhỏ màu hồng như ẩn như hiện tựa như là từ bên trong có vết máu thẩm thấu đi ra trông có chút chật vật nhưng mà thấy thế từ viêm lại hử lạnh một tiếng mỉa mai nói cái xác rùa đen này của ngươi thật đúng là cứng đó những điểm đỏ này chẳng qua chỉ là một vài vết thương ngoài da mà thôi hiển nhiên là dựa vào hóa hư thuật cùng với lớp vẩy kia còn có nguyên văn phòng ngự đã chuẩn bị sẵn mà chu nguyên đã thành công gánh được đòn sát chiêu này của hắn chuyện này làm cho tử viêm có chút lúng túng vốn dĩ là hắn cho rằng một chiêu này đủ để đóng đinh trung nguyên ở trên mặt đất đến mức không nhúc nhích được nhưng ai ngờ nhìn qua rất nhiều điểm nhỏ màu hồng trên cánh tay kia sắc mặt của chu nguyên cũng dần lạnh xuống từ sau khi tiến vào thương huyền tông đây coi như là lần đầu tiên ở trong trường hợp giao phong chính diện hắn bị áp chế thành như vậy thái sơ cảnh thất trọng thiên quả nhân lợi hại nhưng mà cho dù từ viêm này thực sự là một con mãnh hổ thì hôm nay muốn cắn khối đá cứng là hắn cũng phải làm chuẩn bị tốt cho việc gãy răng huỳnh lên Chu Nguyên hét lớn, nguyên khí gào thét, hình thành gió mạnh, cuốn đất, đá vụn xung quanh bay đầy trời. Mà vào lúc này, thân ảnh của hắn cũng biến mất ở trong khu vực bụi mù này. Hóa hư thuật cảnh giới đại thành sao, quả nhiên là nguyên thuật am hiểu ẩn nấp. Nhìn qua Chu Nguyên đã biến mất, Từ Viêm cười lạnh, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cũng càng ngày càng đậm. Lại vẫn dám phản công ta sao? Chu Nguyên sư đệ, ngươi thật là có dũng khí đấy. Cũng được, hôm nay, sư huynh ta sẽ cho ngươi biết được, cái gì gọi là kiến càng lay cây. Ô ô, Gió lớn cuốn đất đá bay mù mịt, che lấp tầm mắt mà bóng dáng của Chu Nguyên thì là đã sớm biến mất ở trong đó. Sau khi hóa hư thuật đạt tới cảnh giới đại thành, thân thể cũng có thể triệt để hư hóa, có thể mượn nhờ hoàn cảnh mà ẩn nấp thân hình, xuất quỷ nhập thần, làm cho người khó lòng phòng bị. Từ Viêm đứng ở bên trong bụi mù, nhìn qua bốn phía, trên mặt nở một nụ cười lạnh. Hành động lần này của Chu Nguyên hiển nhiên là thể hiện rõ hắn không có ý định bị động phòng ngự, muốn triển khai phản công để kéo dài thời gian. Ngược lại là thông minh đáng tiếc là sư đệ đã đánh giá cao năng lực của chính mình rồi thân thể của từ viêm chấn động sau đó nguyên khí màu xanh đang bao quanh thân thể hắn lập tức bùng nổ nguyên khí hóa thành vô số sợi tơ mỏng hết sức nhỏ giống như là lông trâu nhanh chóng xoay tròn ở quanh người hắn mặc dù hóa hư thuật cũng có chút kỳ diệu nhưng ở trước mặt ta chỉ sợ không có nhiều tác dụng lắm đột nhiên ở một chỗ trong bụi mù tơ mỏng bằng nguyên khí chấn động khóe miệng của từ viêm nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai bắt được ngươi rồi con chuột nhỏ vừa dứt lời thân hình của tử viêm đã nhanh chóng lao ra vung trường kiếm trong tay lên kiếm quang sắc bén phía trên trường kiếm xé rách hư không giống như một tia sáng lạnh lẽo trực tiếp đâm về phía bên phải một kiếm kia cực kỳ lang lệ ác liệt đinh đột nhiên một cánh ngòi bút trắng như tuyết giống như là một cây trường thương trống rỗng xuất hiện từ phía ngòi bút có tia sáng màu tím phóng ra và chạm cùng kiếm quang trên mũi kiếm kia nhưng mà khi cả hai va chạm hiển nhiên là từ viêm càng tốt hơn kiếm quang lập lòe nhanh chóng đánh nát tia sáng màu tím Xùi. Nhưng tia sáng màu tím vừa vỡ nát thì cái ngòi bút kia đã lập tức phân ra, hóa thành từng một đám lông tơ trắng như tuyết nhanh chưa chấp quấn lấy trường kiếm. Hơn nữa một bộ phận lông tơ còn giống như là một con chăn lớn quấn quanh người của Từ Viêm. Từ Viêm nhướng mày, nguyên khí trong cơ thể bộc phát ra, như muốn cắt đứt lông tơ. Nhưng mà những lông tơ trắng như tuyết kia lại cực kỳ cứng cỏi, làm cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào giải giụa. Mà cũng vào lúc này, Chu Nguyên đã xuất hiện ở sau lưng Từ Viêm, hai tay nhanh chưa chớp kết ấn, nguyên khí màu vàng bùng nổ, phóng lên trời cửu long điền cấp độ cửu long hắn hét to lên lập tức có tiếng rít gào vang vọng tám con nguyên thú bằng nguyên khí xuất hiện và nhanh chóng nuốt trừng lẫn nhau cuối cùng biến thành một con nguyên thú bằng nguyên khí tản ra khí tức hung sát giống con nguyên thú bằng nguyên khí khổng lồ to mấy trăm trượng kia gào thét lao xuống hung hăng đánh thẳng tới tử viêm đang bị lông tơ trói chặt tử viêm ngẩng đầu nhìn qua con nguyên thú bằng nguyên khí khổng lồ đang gào thét lao đến kia khí tức hung sát làm cho hắn cũng phải nhắm hai mắt lại chợt khoái miệng của hắn lại nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh miệt cửu long điển cảnh giới đại thành sao trung nguyên sư đệ nếu như chiêu này của ngươi dùng để đối phó đệ tử đai vàng thì chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản được nhưng mà đáng tiếc sư đệ vẫn quá coi thường thủ đoạn của những đệ tử đai tím có uy tín lâu năm như ta vừa dứt lời miệng của từ viêm lập tức phồng lên nguyên khí màu xanh nhanh chóng hội tụ ở chỗ miệng của hắn chỉ trong một cái chớp mắt nguyên khí mãnh liệt hóa thành một tia sáng màu xanh và lao ra ngoài tiểu thiên nguyên thuật xếp hàng thượng phẩm thanh nguyệt trùy tia sáng màu xanh kia tựa như cái rùi phóng ra với tốc độ nhanh được mắt thường khó có thể nhận ra vô số đệ tử đều chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lái lên sau đó chỉ trong một cái chớp mắt cái rùi màu xanh kia đã va chạm cùng con nguyên thú bằng nguyên khí đang gào thét lao đến kia Quỳnh! sóng xung kích cuồng bạo khuếch tán ra bốn phương tám hướng hai đòn đánh có uy lực kinh người sau khi va chạm thì đồng thời biến mất thân hình của từ viêm chấn động đánh bay những sợi lông tơ trắng như tuyết quấn ở trên người mình những sợi lông tơ kia bay ngược trở về chỗ ngòi bút của một cây bút loang lổ đang được một bàn tay nắm thật chặt chu nguyên hiện thân thiên nguyên bút trong tay chỉ xéo mặt đất không ngờ đệ tử đai tím có uy tín lâu năm lại khó giải quyết như vậy lúc này sắc mặt của chu nguyên có chút ngưng trọng xem ra gần đây liên tục thuận buồm xuôi gió không ngừng chiến thắng đã khiến cho hắn có chức tự đại rồi dù sao thương huyền tông cũng là một trong những tông môn hàng đầu ở trong thương Nguyền thiên có thể đệ tử đai tím có uy tín lâu năm người nào không phải là thiên tài được tuyển trong vạn người nếu là ở những đại lục ngoài thánh châu đại lục những người này tất nhiên sẽ trở thành thiên kiêu được người người kính trọng hơn nữa tu vi của tử viêm đã đạt đến thái sơ cảnh thất trọng thiên điều này làm cho hắn có ưu thế thật sự quá lớn bởi vì hiện tại tu vi của trung nguyên vẫn chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi nếu như không phải vì thông thiên huyền mãng khí chính là nguyên khí lục phẩm đỉnh phong hơn nữa bản thân có khí phủ biến dị màu huyết hồng làm cho trình độ hùng hậu của nguyên khí trong cơ thể hắn vượt xa cấp độ tam trọng thiên thì e rằng lúc trước chỉ cần lấy cứng trọi cứng cùng từ viêm kia vài lần là nguyên khí của bản thân cũng sẽ bị phá hủy rồi chắc không được tông môn định ra quy củ là xem ai có thể kiên trì ở trong tay của bọn họ trong thời gian càng lâu mà thực sự không phải là đánh bại bọn họ theo thời gian dần trôi qua ánh mắt của chu nguyên cũng dần trở nên lăng lệ áp liệt đã như vậy thì xem ai kiên trì được càng lâu chu nguyên tin tưởng chỉ cần chờ hắn tấn thăng làm đệ tử đai tím hơn nữa bước vào thái sơ cảnh tới trọng thiên thì hắn sẽ không còn cần kiêng kỵ những đệ tử đai tím có uy tín lâu năm này nữa bá trung nguyên tay cầm thiên nguyên bút thân ảnh hư hóa lại một lần nữa giống như là làn khói mãnh liệt lao ra hắn vẫn như trước lựa chọn dùng công thay thủ thấy thế từ viêm cười lạnh hắn cũng nhanh chóng lao ra trường kiếm trong tay hóa thành vô số đạo hư ảnh hình kiếm nhanh chóng bao phủ đánh tới những chỗ hiểm trên người trung nguyên keng keng ở trong sân thi đấu hai bóng người mơ hồ nhanh chưa chớp va chạm từng đạo tàn ảnh hiện hiện mỗi khi có tiếng va chạm thanh thúy vang lên đều tạo thành sóng trùng kích cuồng bạo mà kinh người nhưng mà ai cũng đều nhìn ra được sau mỗi một lần va chạm bóng dáng của chu nguyên đều bị bắn ngược trở ra hiển nhiên đó là bởi vì trong quá trình lấy cứng trại cứng này chu nguyên bị áp chế rồi chuyện này làm cho rất nhiều đệ tử nhìn qua đều âm thầm lắc đầu dù sao chu nguyên cũng chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên mà thôi Mặc dù hắn có rất thủ đoạn kỳ diệu nhưng muốn vượt qua bốn trọng thiên để giao thủ cùng thái sơ cảnh thất trọng thiên như Từ Viêm vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Mà ở trong vô số ánh mắt tức hận kia, mặc dù đang chiến đấu kịch liệt cùng Từ Viêm nhưng thần sắc trên mặt Chu Nguyên vẫn cực kỳ bình tĩnh, bởi vì khi chiến đấu, trong hơi thở của hắn có tiếng rồng ngâm rất nhỏ như có như không truyền ra. Nguyên khí trong thiên địa không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, khôi phục lại sự tiêu hao. Long hấp thuật, có lẽ trình độ hùng hậu của nguyên khí trong cơ thể chu nguyên không bị kịp thái sơ cảnh thất trọng thiên như từ viêm nhưng dựa vào long hấp thuật huyền diệu hắn lại có thể không ngừng khôi phục nguyên khí đã tiêu hao từ đó kéo dài thời gian chiến đấu dưới mắt hắn mặc dù muốn đánh bại từ viêm thì khá là khó nhưng nếu như hắn muốn kéo dài chiến đấu thì chỉ sợ từ viêm cũng không dễ dàng đánh bại hắn như vậy trên thân thể của chu nguyên ngẫu nhiên sẽ bị kiếm cương của từ viêm cắt ra mấy vết thương nhỏ tuy có chảy máu nhưng phần lớn tổn thương đều bị thiên giao lân cùng hóa hư thuật hóa giải cũng sẽ không ảnh hưởng được chiến đấu của hắn vì vậy hai người vẫn tiếp tục chiến đấu và theo thời gian dần trôi qua thì càng thêm kịch liệt. mà đến lúc này phần đông đệ tử cũng đã bắt đầu phát hiện được có điều gì đó không đúng đang xảy ra. bọn họ phát hiện mặc dù chu nguyên không ngừng bị từ viêm đè đánh, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật, nhưng hết lần này tới lần khác chu nguyên cũng đau khổ chống đỡ được dưới những đòn tấn công như mưa to kia của từ viêm. ồ mà ngay cả lý khanh thiền đều hơi hơi kinh dị, hiển nhiên là nàng cũng đã nhận ra điểm không bình thường. Nguyên khí trong cơ thể của Chu Nguyên nhìn qua thì có vẻ không được hùng hậu như Từ Viêm nhưng hết lần này tới lần khác lại kéo dài không ngớt. Hiển nhiên là Chu Nguyên cũng không có lại ôm ý định muốn đánh bại Từ Viêm mà bắt đầu lựa chọn lý trí là kéo dài thời gian. Keng, Thiên Nguyên bút va chạm cùng một đạo hư ảnh hình kiếm, Chu Nguyên lại một lần nữa bị đẩy lui nhưng mà nhìn qua cảnh tượng này, khuôn mặt của Từ Viêm lại vẫn có chút ông trầm, bởi vì hắn phát hiện que hương tính thời gian ở đằng sau đã cháy được gần một phần năm rồi hắn vốn là định đá chu nguyên ra ngoài một cách chật vật ở trong một phần năm thời gian này nhưng xem ra là không thể làm được rồi mặc dù vẫn luôn bị hắn áp chế nhưng tinh thần của chu nguyên có vẻ là vẫn vô cùng phấn chấn như trước nguyên khí cũng là không hề có dấu hiệu muốn khô kiệt người này quả thực là cầm tinh con rùa đen không chỉ có cứng lại còn rất sở trường kéo dài thời gian từ viêm hít sâu một hơi trong ánh mắt xuất hiện tia sáng lạnh lẽo hắn quyết định mình không thể tiếp tục hao tổn thời gian cùng chu nguyên nữa nếu chu nguyên am hiểu kéo dài thời gian vậy thì hắn sẽ áp dụng phương thức trực tiếp nhất đó chính là dùng một đòn toàn lực để phá hủy toàn bộ phòng ngự của trung nguyên từ viêm lạnh lùng nhìn trung nguyên buông trường kiếm trong tay ra thân kiếm chậm rãi bay lên vào lúc này nguyên khí trong thiên địa dần có chút bạo động hư trường kiếm nhanh chóng bắn lên trời nguyên khí trong thiên địa hội tụ đến theo thời gian dần trôi qua có ánh sáng màu xanh chói mắt hiển hiện cuối cùng là tạo thành một mặt trăng khuyết màu xanh ở trên bầu trời mặt trăng này vừa xuất hiện thì lập tức có một chấn động kinh khủng bùng nổ vô số đạo kiếm cương giống như là vô cùng vô tận từ trên ánh trăng lao ra, làm cho da đầu của mọi người run lên. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Bên ngoài sơn mạch, nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử trợn mắt há hốc mồm, chỉ sau nháy mắt liền là có thêm những tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Từ viêm này cũng quá độc ác rồi, chỉ là đối phó một đệ tử đai vàng mà thôi, thậm chí ngay cả thiên nguyên thuật đều thi triển ra rồi. Đây là nguyên vẫn thuật của kiếm lai phong, là thiên nguyên thuật xếp hàng hạ phẩm chân chính. Từ viêm làm như vậy cũng quá mất mặt rồi rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán đối với hành vi này của từ viêm tất cả đều kín đáo phê bình dù sao từ viêm đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trên phương diện tu vi nguyên khí rồi mà hôm nay hắn lại còn bắt đầu vận dụng thiên nguyên thuật nữa hắn cho rằng đây là đang quyết thắng thua cùng những đệ tử đai tím có uy tín lâu năm khác sao khi dễ người cũng chỉ đến thế mà thôi nhưng mà mặc kệ bọn họ biểu đạt bất mãn như thế nào cũng thì không có cách nào ảnh hưởng đến từ viêm lúc này từ viêm đứng ở trong sân rộng ánh mắt lạnh như băng tập trung vào trung nguyên hắn làm sao mà không biết được khi mình vận dụng thiên nguyên thuật để đối phó trung nguyên sẽ khiến cho bản thân mất mặt nhưng ai bảo trung nguyên lại khó chơi như vậy dựa theo suy đoán của từ viêm nếu cứ chiến đấu với trình độ như trước thì chỉ sợ cho dù que hương có cháy hết hắn cũng không thể tiêu hao hết được nguyên khí trong cơ thể của trung nguyên cho nên hắn chỉ có thể áp dụng thủ đoạn lăng lệ ác liệt nhất dùng sức mạnh tuyệt đối đánh bại trung nguyên hắn lạnh lùng nhìn về phía trung nguyên rồi hai tay chậm rãi chập lại nghe nói khi người giao thủ cùng vậy u huyền hắn đã thi triển một môn thiên nguyên thuật xếp hàng hạ phẩm không hoàn chỉnh như vậy hôm nay sư huynh ta sẽ cho người mở mang tầm mắt cho người biết được thiên nguyên thuật nguyên vẹn mạnh mẽ như thế nào nguyệt vẫn thuật ông từ viêm vừa dứt lời mặt trăng màu xanh trên không trung đột nhiên rơi xuống phía dưới chiều này giống như là có thể chặt đứt đôi bầu trời ông một phần trăng khuyết màu xanh từ trên trời giáng xuống để lại một vệt sáng thẳng ở những nơi nó đi qua nhìn qua giống như là bầu trời bị nó chém rách ra trăng khuyết rơi xuống thanh thế kinh người. Nhìn qua vầng trăng khuyết màu xanh đang giáng xuống từ phía trên kia, Trung Nguyên cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn có thể mơ hồ trông thấy, ở bên trong vầng trăng khuyết kia có một chuôi kiếm. Mà những hư ảnh hình kiếm chung quanh trăng khuyết thật ra là kiếm cương của chuôi kiếm này biến thành. Đối mặt với đòn tấn công này, Trung Nguyên biết nếu như mình lại cứng rán chống đỡ thì e rằng cho dù là có tầng tầng phòng hộ, hắn vẫn như cũ sẽ bị phân thành hai. Đối mặt với đòn tấn công này, e rằng rất nhiều thái sơ cảnh thất trọng thiên đều sẽ lựa chọn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bên ngoài dãy núi, rất nhiều tức núi tiếng vang lên, bọn họ đều cho rằng khi Từ Viêm không còn để ý mặt mũi mà thi triển ra tuyệt chiêu như vậy thì chắc hẳn trận chiến này cũng sẽ có kết quả. Bởi vì bọn họ thực sự không biết được Trung Nguyên phải làm như thế nào mới có thể đỡ được đòn công kích đáng sợ như thế. Mà khi rất nhiều người còn đang tức hận, cảm thán thì bọn họ đột nhiên nhìn thấy, bên trong màn hình bằng nguyên khí, Trung Nguyên nhanh chóng chập hai tay lại, ở trong cơ thể hắn dường như là có khí tức nóng bỏng không ổn định phát ra khiến cho mặt đất ở dưới chân vào lúc này bắt đầu hòa tan. Từ trong thân thể Chu Nguyên, một vầng sáng màu đỏ thẫm bay lên. Chu Nguyên chậm rãi bước hai chân ra ngang bằng vai, hai gò má của hắn đột nhiên nhô lên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, vào lúc này, khuôn mặt của Chu Nguyên đã đỏ lên, giống như than lửa vậy. Thậm chí cả hai mắt của hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Hai tay của Chu Nguyên nhanh chư chớp kết ấn, nguyên khí trong cơ thể cũng phát ra tiếng ủng ục giống như là nước sôi vậy. Nhìn qua dị động bên phía Trung Nguyên, vô số đệ tử đều nghi ngờ không thôi. Đột nhiên có đệ tử nghĩ đến cái gì, lúc này thất thành hét lên. Trung Nguyên cũng đang thi triển Thiên Nguyên Thuật. dáng vẻ này, nếu như ta đoán không lầm thì hẳn là Trung Nguyên đang thi triển Thiên Dương Thần Lục. Nên nói bởi vì đoạt được vị trí thứ nhất trong Đại điển tuyển chọn nội sơn, cho nên Trung Nguyên quả thực là được Tông môn ban thưởng một cuốn Thiên Nguyên Thuật xếp hàng hạ phẩm. Đó chính là Thiên Dương Thần Lục. Những tiếng kinh hô không ngừng vang lên khiến cho vô số đệ tử chấn động. Nếu là đúng như những gì người khác đang nói. Trung Nguyên đã tu luyện Thiên Dương Thần Lục thành công rồi sao? Thằng này quả nhiên là một yêu nghiệt. Hô! Mà bên trong tiếng kinh hô của vô số đệ tử khắp núi đồi, phía trên đỉnh núi, hai gò má của Trung Nguyên căng đến cực hạn. Chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, miệng của hắn đột nhiên mở ra, dường như có thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Thiên Dương Thần Lục, Thiên Dương Hỏa. Hừng hực. Trung Nguyên vừa dứt lời, Phần sáng màu trắng to khoảng chừng mấy trăm trượng kia tựa như là nổ tung, một ngọn lửa màu trắng phun ra không khí giống như là trong nháy mắt đã bị thiêu đốt quảng trường đầy đá vụn dưới chân trung nguyên bắt đầu hòa tan ngọn lửa này tựa như là đủ để hòa tan cả một ngọn núi lớn bá đạo đến cực hạn hừng hực. ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời cuối cùng ở trong ánh mắt rung động của vô số người ngọn lửa màu trắng này đã va chạm cùng vầng trăng khuyết màu xanh đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới kia ầm uhm. nguyên khí cùng bạo tạo thành sóng xung kích quét tán ra bốn phía dùng mắt thường cũng có thể thấy được ở dưới sự thiêu đốt điên cuồng của ngọn lửa màu trắng vầng trăng khuyết màu xanh kia nhanh chóng thu nhỏ lại chẳng qua là kiếm cương phát ra ánh sáng màu xanh kia cũng dập tắt ngọn lửa màu trắng cả hai đang điên cùng phá hủy đối phương sau mấy chục giây ngắn ngủi quả cầu lửa màu trắng to khoảng chừng mấy trăm trượng ở trên đầu trung nguyên đã bị kiếm cương hao mòn đến hầu như không còn mà vầng trăng khuyết màu xanh kia cũng thu nhỏ đến chỉ còn hơn một trượng hư đột nhiên vầng trăng khuyết màu xanh ra tốc hùng mãnh đánh xuyên qua ngọn lửa đã sắp tắt đâm xuống kiếm quang tản ra đánh thẳng tới trung nguyên ở phía dưới lúc này trên hai tay của chu nguyên có thiên mãng lân hiện lên hắn nắm chặt thiên nguyên bút rồi quát khẽ thông thiên huyền mãng khí phun trào quấn quanh ở trên ngòi bút tựa như là hóa thành một con chăn lớn cuối cùng đánh tới vầng trăng khuyết còn hơn một trượng kia vạn kình văn keng thiên nguyên bút cùng vầng trăng khuyết kia đụng vào nhau tiếng va chạm thanh thúy vang lên ngay sau đó chính là sóng xung kích bộc phát ra toàn bộ mặt đất trên đỉnh núi giống như là chịu đến xung kích bị cày lên một lớp ầm uhm. mặt đất bị xé nứt Trung Nguyên đứng mũi chịu sào cho nên bị sóng xung kích bắn ngược về sau, hai chân cày xuống mặt đất tạo thành vết kéo thật sâu. Cuối cùng, Trung Nguyên phải dùng sức cắm Thiên Nguyên Bút xuống đất mới dừng lại được. Một lúc sau, khói bụi tàn đi, mặt đất đã trở nên mờ bãi. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn qua, chỉ thấy lúc này Trung Nguyên đã đứng ở bên bờ vực của đỉnh núi, suýt chút nữa là bị đánh rơi xuống đỉnh núi rồi. Thiên Nguyên Bút cắm thật sâu vào mặt đất, hai bàn tay Trung Nguyên máu me đầm đìa, thiên dao lần đều đã vỡ vụn ra. Hiển nhiên đây là kết quả của việc đối đầu cùng vầng trăng khuyết màu xanh nhốc trước. Mặc dù có chút chật vật nhưng ai nấy đều có thể thấy được, Trung Nguyên vậy mà đã cố gắng mạnh mẽ đỡ lấy đòn tấn công kinh khủng kia của Từ Viêm. Ai cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên lại lựa chọn lấy công đối công, hơn nữa còn đồng dạng là thi triển ra một môn thiên nguyên thuật, tiêu hao tới gần tám thành sức mạnh của vầng trăng khuyết màu xanh kia, cuối cùng hắn mới quả quyết ra tay, hoàn toàn phá đòn tấn công này. Kinh nghiệm chiến đấu cao như vậy để cho người ta nhìn mà than thở. Trung Nguyên lắc lắc bàn tay, máu tươi bay thấp, nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc chỉ là lẩm bẩm đáng tiếc nếu lúc này tu vi của ta là thái sơ cảnh tứ trọng thiên thì chắc hẳn thiên dương hòa sẽ đủ để hoàn toàn thiêu hủy vầng trăng khuyết màu xanh kia rồi lúc trước trung quy là nguyên khí trong cơ thể của hắn không hùng hậu bằng đối phương cho nên thiên dương hòa mới bị yếu thế không thể hoàn toàn phá hủy đòn tấn công của từ viêm cuối cùng còn phải hắn tự mình ra tay đánh đổi một số thứ mới có thể đánh tan sức mạnh còn sót lại của vầng trăng khuyết màu xanh kia bên ngoài sơn mạch nhìn thấy kết quả như vậy rất nhiều đệ tử không tự chủ được mà hò reo chỉ vì lần này ứng đối của trung nguyên quả thực là đẹp tới cực điểm ở trong tình huống yếu thế tuyệt đối rõ ràng như vậy mà trung nguyên vẫn như cũ gặp nguy không ạn lấy cái giá thấp nhất để hóa giải nguy cơ ngay cả một số đệ tử đai tím có uy tín lâu năm đều cảm thấy kinh ngạc với loại bản lãnh này của hắn trên đỉnh núi nhìn qua chu nguyên mặc dù máu tươi đầy tay trông có vẻ chật vật nhưng vẫn đứng vững khóe miệng của tử viêm hơi hơi có quắp lại sự ngoan cường của chu nguyên làm cho hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi những đòn tấn công lúc trước của hắn mạnh mẽ cỡ nào, bản thân hắn còn không biết sao, cho dù là một đệ tử đai tím có tu vi là thái sư cảnh thất trọng thiên chỉ sợ đều đã bị thua, nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Nguyên lại có thể cắn răng kiên trì xuống. Ý chí như vậy quả là đáng sợ, khó trách ở nơi thiên tài như mây là thương huyền tông mà thanh danh của người này vẫn có thể vang dội như vậy. Gia hỏa này, từ viêm khẽ cắn môi, trong mắt có chút không cam lòng. Vô, nhưng mà ngay khi sự tức giận trong lòng từ viêm đã lên tới cực điểm, Trung Nguyên đột nhiên biến mất. Hứ, từ viêm hừ lạnh một tiếng quay người về phía sau lưng và đánh một trường tuy nói bởi vì lúc trước thi triển môn thiên nguyên thuật kia làm cho nguyên khí trong cơ thể hán đã tiêu hao nhiều nhưng muốn đối phó trung nguyên vẫn như cũ không thành vấn đề ầm uhm. cũng vào lúc này từ trong hư không có một bàn tay thon dài vươn ra giống như là móng vuốt của chim ưng trực tiếp va chạm cùng một trường của từ viêm từ viêm cười lạnh cái tay còn lại cũng đột nhiên đánh ra trên lòng bàn tay có kiếm cương tỏa ra ầm uhm. vào lúc này cái tay còn lại của chu nguyên cũng đánh ra đầu ngón tay nắm lại, khóa cứng bàn tay của Từ Viêm. Ngay sau đó, ở giữa không trung, hai bàn tay của hai người nắm thật chặt, trong ánh mắt của cả hai đều có ánh sáng hùng ác hiện lên. Rõ ràng là cả hai người đều muốn lấy thân thể của hai bên làm chiến trường để liều mạng xem nguyên khí của ai càng hùng hậu hơn. Đối mặt với loại tình huống này, ngay cả Từ Viêm cũng hơi ngẩn ra, chợt hắn nở nụ cười gan và nói, "Thật sự là chán sống, Trung Nguyên sư đệ" Ngươi cho rằng ta thi triển một môn thiên nguyên thuật là ngươi có thể cùng ta so đấu về nguyên khí sao? vậy ta sẽ để cho sư đệ thử một chút thái sức cảnh thất trọng thiên đến tột cùng là mạnh bao nhiêu vừa dứt lời tâm tư của tử viêm khẽ động lập tức mấy viên tinh thể nguyên khí ở bên trong khí phủ của hắn sáng lên nguyên khí cuẩn cuộn gào thét lao ra cuối cùng thông qua chỗ hai bàn tay tiếp xúc nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của chu nguyên nguyên khí của tử viêm sắc bén như kiếm đây chính là nguyên khí lục phẩm hàng thật giá thật vừa tiến vào trong cơ thể của chu nguyên kiếm cương tỏa ra làm cho chu nguyên cảm thấy vô cùng đau đớn chẳng qua Đối mặt với sự đau nhức kịch liệt trong cơ thể mình, ánh mắt của Chu Nguyên lạnh lùng, tựa như là không hề bị lay động. Thông Thiên Huyền Mãng khí cũng gầm thét vọt vào trong cơ thể của Từ Viêm. Nguyên khí của cả hai điên cuồng va chạm, ăn mòn lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử đều hít một hơi lạnh. Ai cũng không nghĩ tới hai người này lại lựa chọn phương thức đối đầu như vậy. Phương thức thuần túy dùng nguyên khí để đối đầu hiển nhiên là Từ Viêm có ưu thế hơn. Đúng vậy, không biết Chu Nguyên vì sao phải bức Từ Viêm lựa chọn phương thức dùng nguyên khí để đối đầu như vậy hơn phân nửa là lúc trước chu nguyên bị từ viêm áp chế quá chật vật cho nên không nhịn được cơn giận này tên này sao lại lỗ mãng như vậy ở trong phần đông ánh mắt kinh nghi soi mói phía trên đỉnh núi thân hình của chu nguyên cùng từ viêm đột nhiên run lên và sau một khắc cả hai đều bán ngược ra bàn chân đạp ra vô số dấu chân thật sâu trên mặt đất sau đó từ viêm lạnh lùng nhìn về phía trung nguyên mỉa mai mà nói chu nguyên sư đệ ngươi còn là quá lỗ mãng rồi bây giờ hai cánh tay của ngươi đã bị nguyên khí của ta làm tổn thương trong thời gian ngắn chỉ sợ là không thể động đậy nghe từ viêm nói vậy tất cả mọi người đều nhìn xuống chỗ hai tay của trung nguyên chỉ thấy lúc này trên cánh tay của trung nguyên có rất nhiều vết thương tựa như là có vô số lưỡi kiếm sẹt qua không ngừng có máu tươi chảy ra nhìn qua thì cực kỳ thê thảm mà nếu như đã mất đi hai tay thì hiển nhiên là trung nguyên đã không có sức tái chiến hiển nhiên lúc trước trong trận chiến đối đầu bằng nguyên khí chính như mọi người đoán là từ viêm chiếm cứ thượng phong đối mặt với ánh mắt mỉa mai kia của từ viêm Trung Nguyên cúi đầu lướt qua hai cánh tay cực kỳ thê thảm của mình, chẳng qua làm cho người bất ngờ chính là trên khuôn mặt của hắn cũng không có vẻ gì là kinh hoàng. Từ Viêm sư huynh, rồi đột nhiên Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn qua dáng vẻ giống như nắm chắc thắng lợi trong tay của Từ Viêm, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên tạo thành nụ cười tươi. Bạn đang xem nguyên tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim, không biết đã từng có người nào nói cho sư huynh biết rằng khi chiến đấu với ta, tốt nhất là vẫn không nên dùng phương thức lấy thân thể làm chiến trường. Nguyên khí là binh sĩ hay không? Bởi vì làm như vậy sẽ đánh đổi một cái giá vượt xa sự tưởng tượng của ngươi." Nghe Trung Nguyên nói vậy, con ngươi của Từ Viêm hơi hơi co rụt lại, sau đó, chỉ trong nháy mắt, hắn dường như là đã phát hiện được cái gì rồi đột nhiên kéo ống tay áo lên, sau đó, hắn nhìn thấy ở trên hai cánh tay của mình có vô số tơ máu nổi lên, những tơ máu kia nhúc nhích ở dưới làn da, trong lúc mơ hồ, Từ Viêm còn nghe thấy có tiếng long ngâm oán độc truyền ra. Phía trên đỉnh núi, Từ Viêm cúi đầu, nhìn những tơ máu kỳ lạ hiện lên trên hai tay, sắc mặt của hắn trở nên tái mét. Những tờ máu kia tản ra khí tức oán độc, khiến cho người không rét mà run. Hiển nhiên, đây là một loại khí độc đáng sợ. Chu Nguyên sư đệ, ngươi tưởng là nhờ vào một chút khí độc liền có thể khiến cho sư huynh cảm thấy kiêng kỵ hay sao?" Từ Viêm Lạnh lùng nói, sau đó, nguyên khí trong cơ thể hắn đột nhiên phun trào và nhanh chóng tràn vào hai tay, ý đồ đẩy oán long độc trong cơ thể ra bên ngoài. Nhưng mà ngay khi nguyên khí của hắn tiếp xúc cùng oán long độc thì trong nháy mắt, Từ Viêm giật mình kinh hãi, hắn cảm nhận được những nguyên khí tiếp xúc cùng oán long độc đều giống như là bị ô nhiễm biến thành màu máu đỏ hồng hơn nữa còn làm cho hắn mất khống chế đối với số nguyên khí này ngay sau đó màu đỏ hồng của tơ máu kỳ lạ bên trên hai cánh tay hắn càng thêm đậm rốt cục sắc mặt của tử viêm cũng đã hiện lên vẻ sợ hãi hắn nhìn chòng chọc vào trung nguyên và quát khẽ chu nguyên đây là loại độc gì không ngờ loại độc này lại bá đạo đến trình độ này nguyên khí chỉ mới hơi chạm đến thì đã bị ô nhiễm từ xưa đến nay hắn quả thực chưa từng nghe thấy loại khí độc bá đạo như vậy Chu Nguyên lắc lắc vết máu trên bàn tay, đặt mông ngồi uống dưới đất, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua Từ Viêm rồi nói: "Nếu như Từ sư huynh đủ thông minh thì tiếp theo cũng đừng nên vận dụng nguyên khí, nếu không bị lây nhiễm đến mức độ sâu hơn thì cho dù sư đệ ta muốn cứu cũng không cứu được. Oán Long độc đáng sợ như thế nào, Chu Nguyên đương nhiên là biết rõ ràng, thứ này căn bản là không có cách nào để xóa đi. Trước mắt trạng thái của Từ Viêm này vẫn chỉ là sơ bộ lây nhiễm mà thôi, nếu là bị lây nhiễm đến mức độ sâu hơn, Oán Long độc bạo phát, như vậy từ viêm liền có thể cảm nhận được cảm giác đau đến không muốn sống mà hắn đã phải chịu bao năm qua cái gì nghe chu nguyên nói vậy khuôn mặt của từ viêm trở nên vặn vẹo hắn nhìn chằm chằm vào chu nguyên với ánh mắt phẫn nộ nếu như hắn không sử dụng nguyên khí thì làm sao còn có thể đá chu nguyên ra khỏi kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tính này được người người quá âm hiểm từ viêm tức giận nói hắn lúc này mới hiểu được tới trước đó chu nguyên lựa chọn phương thức lấy thân thể làm chiến trường để so đấu nguyên khí cùng hắn nhìn như lỗ mãng thật ra thì lại là cách làm cực kỳ thông minh trong khi nguyên khí giao đấu trung nguyên có thể để oán long độc kia xâm nhập vào trong cơ thể của hắn nhưng mà đối với sự chỉ trích của hắn trung nguyên chỉ là hơi ngẩng đầu lên và nhìn qua hắn một cái sau đó không để ý đến kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím này cũng không có bao nhiêu quy củ tất cả đều là muốn dựa vào đủ loại thủ đoạn để chiến thắng bằng không nếu nói nham hiểm mười mấy đệ tử đai vàng của kiếm lai phong vây san hắn chẳng lẽ lại là quang minh chính đại sao mà từ viêm ở trước mắt này là đệ tử đai tím có uy tín lâu năm dựa vào tu vi thái sơ cảnh thất trọng thiên mà dốc toàn lực để áp chế hắn một người chỉ có tu vi thái sơ cảnh tam trọng thiên muốn đá hắn ra khỏi kỳ thi tuyển chọn này chẳng lẽ là không nham hiểm sao tất cả những việc hắn làm đều phù hợp với quy tắc cho dù tông môn cũng không trách được hắn hơn nữa chu nguyên vô cùng rõ ràng lấy thực lực hiện tại của hắn muốn chân chính đánh bại từ viêm vẫn còn khó mà làm được cho nên hắn đã sớm có ý định binh đi hiểm chiêu lấy loại thủ đoạn này ép hai bên lưỡng bại câu thương làm cho từ viêm không có thừa lực để đá hắn ra ngoài trước mắt sức chiến đấu của hai bên đều đã hoàn toàn biến mất cho nên cả hai chỉ có thể chờ đợi như vậy lúc này khóe miệng của trung nguyên hơi nhếch lên hắn cũng không để ý tới từ viêm đang nổi trận lôi đình mà bắt đầu lau sạch vết máu trên cánh tay từ viêm bị tư thái tựa như là bên cạnh không có người này của trung nguyên làm cho tức giận đến tái mặt rồi nhiều lần hắn đã không nhịn được mà định động thủ nhưng khi trông thấy tơ máu kỳ lạ ở trên cánh tay lại chỉ có thể mạnh mẽ dùng lý trí áp chế xúc động muốn đánh người xuống bởi vì hắn có thể cảm giác được loại khí độc này cực kỳ kinh khủng nếu như quả thật làm loạn ngộ nhỡ tạo thành tổn thương gì đó không được nghịch chuyển được thì hắn thật sự là khóc đều không có chỗ khóc cho nên hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không dám động đậy ngay sau đó tình huống ở nơi này liền trở nên lúng túng lúc trước hai người còn đang liều chết đánh nhau nhưng bây giờ hai người một người ngồi một người đứng không nhúc nhích chỉ dương mắt nhìn nhau tình huống cổ quái của hai người bọn họ cũng lập tức khiến cho vô số đệ tử đứng ngoài sẽ núi xôn xao bàn luận hai người này đang làm cái gì vậy từ viêm vì cái gì không tiếp tục tấn công nữa Chu Nguyên lại còn ngồi xuống, hắn đang nghỉ ngơi hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều đệ tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn họ đều có chút giở khóc giở cười. Ngay một giây trước, cả Từ Viêm và Chu Nguyên đều liều mạng chiến đấu, làm sao mà chỉ một giây sau cả hai người lại hòa bình ngồi xuống, tán gẫu? Vô số tiếng nghi ngờ đang vang lên. Chẳng qua chung quy là vẫn có đệ tử có nhãn lực sắc bén, bọn họ do dự nói, trạng thái của Từ Viêm dường như là không đúng. Chỉ sợ không phải là hắn không muốn động mà là bị Trung Nguyên ép cho không dám động lúc trước khi hai người đối đầu bằng nguyên khí chỉ sợ là từ viêm đã trúng kế của trung nguyên bằng không thì trung nguyên tại sao lại lựa chọn phương thức bất lợi với mình là đối đầu bằng nguyên khí chứ nghe bọn họ phân tích những đệ tử khác cũng như có điều suy nghĩ rồi gật gật đầu tình huống trước mắt dường như đúng là như thế hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì mà người từ trước tới nay đều cực kỳ lý trí là trung nguyên lúc trước lại sẽ lỗ mãng chủ động tiến hành nguyên khí sau đấu cùng từ viêm hiển nhiên hắn làm vậy là có mục đích mà Từ Viêm thì là bởi vì nhất thời coi thường, cho nên bị trúng kế của Trung Nguyên. Nếu Trung Nguyên cùng Từ Viêm cứ duy trì bất động như vậy thì thời gian sẽ vô hạn trì hoãn, thẳng đến khi que hương cháy hết, nói cách khác, chỉ sợ Trung Nguyên chính là người chống nợ đến cuối cùng, mà tự nhiên vị trí đứng đầu cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nữa. Suy nghĩ ra điểm này, vô số đệ tử đều có chút chấn động, nhìn qua bóng dáng của Trung Nguyên bên trong màn hình bằng nguyên khí, mặc dù lúc này dáng vẻ ngồi dưới đất lau vết máu của hắn có chút chật vật, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại đến việc làm cho trong lòng của rất nhiều đệ tử dâng lên một tên sợ hãi thán phục cùng kính sợ chỉ vì ở trên người chu nguyên bọn họ nhìn thấy quá nhiều chuyện ngoài ý liệu nếu những chuyện ngoài ý muốn này ngẫu nhiên xuất hiện thì có lẽ mọi người còn sẽ không quá để ý nhưng nếu như thường xuyên xuất hiện chỉ sợ cũng không chỉ là ngoài ý muốn hiển nhiên nhân vật mới vừa tiến vào thương huyền tông không đến thời gian một năm này cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng vậy tại sao có thể như vậy bên cạnh dòng sông nhìn qua cảnh tượng này gương mặt xinh đẹp của lục huyền âm cũng trở nên trắng xám nàng lảo đảo đặt mông ngồi ở trên tảng đá trong mắt có sự chán nản cùng tuyệt vọng nổi lên nàng không nghĩ tới cho dù là từ viêm đã tự mình ra tay nhưng cũng không thể giải quyết trung nguyên ngược lại còn bị trung nguyên kéo vào cục diện lưỡng bại câu thương khó xử này nhìn qua bóng dáng của trung nguyên bên trong màn hình bằng nguyên khí trên gương mặt của nàng có vẻ sợ hãi hiện lên sau nhiều lần nhằm vào mà vẫn như cũ bị trung nguyên hóa giải trong lòng của nàng cũng bắt đầu xuất hiện một chút sợ hãi đối với trung nguyên người như vậy quá quỷ dị lúc này ở trên ngọn núi cao nhất kia sáu bóng người vĩ đại tàn ra uy thế cường đại làm cho không gian xung quanh cũng trở nên cũng nhìn chằm chằm vào đỉnh núi ở trung tâm sơn mạch lúc này ánh mắt của thanh dương trưởng môn cùng Nam vị phong chủ đều đang nhìn vào từ viêm thực lực của bọn họ là mạnh mẽ cỡ nào lướt mắt một cái là thấy ngay tơ máu bên hai tay của từ viêm đồng thời cũng nhìn thấy rõ ràng khí độc màu đỏ hồng ở trong cơ thể của hắn a à, lúc nhìn thấy oán long độc màu đỏ hồng kia thanh dương trưởng môn cũng không nhịn được mà kêu nhẹ một tiếng hiển nhiên là ông cũng đã phát hiện ra chuyện không bình thường. Khí độc thật là bá đạo, loại độc khí này quá đáng sợ, hơn nữa, bản tọa còn chưa hề nhìn thấy hay nghe nói qua. Thanh Dương trưởng môn chậm rãi nói, mấy vị phong chủ còn lại cũng gật gật đầu. Liên đi phong chủ của Tuyết Liên Phong cười nói, tiểu gia hỏa gọi là trung nguyên này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có tu vi thái sơ cảnh tam trọng thiên lại có thể ép thái sơ cảnh thất trọng thiên là từ viêm phải dừng tay. Nàng lướt nhìn linh quân phong chủ một cái, ý diễu cợt không nói cũng hiểu. Lúc này, khuôn mặt của linh quân phong chủ vẫn rất thản nhiên nhưng mà những người quen thuộc hắn đều biết hôm nay kiếm lai phòng xem như là mất hết mặt rồi mà linh quân lại là người cực kỳ chú trọng thể diện nghĩ đến trong lòng của ông ta lúc này cũng không thể thản nhiên như vài bày ngoài được chỉ là dựa vào khí độc thôi linh quân phong thủ thản nhiên nói thanh dương trưởng môn lắc đầu nói trong kỳ thi tuyển chọn đệ tử đai tím mỗi người đều phải dựa vào thủ đoạn của mình cho dù là khí độc cũng là một bộ phận của thực lực thực lực của chu nguyên vốn là yếu hơn từ viêm nhưng hắn lại am hiểu tìm cơ hội sử dụng tâm lý coi thường của từ viêm binh đi nước cờ hiểm lấy thân thể làm chiến trường kéo từ viêm vào bẫy dập kinh nghiệm chiến đấu như vậy cũng không phải tầm thường linh quân phong chủ im lặng không tiếp tục cãi lại hắn làm sao không nghĩ được những điều này chỉ là hôm nay kiếm lai phong đại bại cũng làm cho tâm cảnh của hắn hơi có chức ba động thanh dương trưởng môn nhìn chu nguyên với ánh mắt thưởng thức rồi nói tiểu gia hỏa này thực là không tệ đáng tiếc làm sao lại đi thánh nguyên phong đây trong lời nói của ông cũng tràn đầy tức hận bây giờ chu nguyên là người trong một mạch của thẩm thái uyên cho nên dù thân là trưởng môn lại yêu quý nhân tài ông cũng không thể không nể mặt mà đi đoạt môn hạ đệ tử của một trường lão được không nghĩ tới chu nguyên lại còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy nhìn qua màn hình bằng nguyên khí kia đôi mắt đẹp của lý khanh thiền cũng có chút ba động cục diện lưỡng bại câu thương kia cũng làm cho nàng sửng sốt một hồi lâu mới nhẹ giọng khen việc lần này lại làm cho nàng phải thay đổi cách nhìn đối với chu nguyên thêm một lần vốn cho là trong cục diện này chu nguyên tất nhiên không có cơ hội xoay người nhưng người nào có thể ngờ được hết lần này tới lần khác hắn lại tạo ra kỳ tích thay đổi cục diện không có khả năng chiến thắng kia thành lưỡng bại câu thương mà tuy nói là lưỡng bại câu thương nhưng nếu dựa trên quy tắc của kỳ thi này thì thật ra là xem như chu nguyên thắng bởi vì cứ tiếp tục như vậy hiển nhiên là tình huống càng có lợi hơn đối với chu nguyên thậm chí có thể nói khi cục diện biến thành như vậy vị trí đứng đầu đã coi như là vật trong túi của chu nguyên gia hỏa này thật không thể suy tính theo lẽ thường nhìn yêu yêu vẫn đang thản nhiên đùa nghịch với thôn thôn ở một bên lý khanh thiền thở dài lần này ngươi lại cực thắng mà ở một bên mặc dù trông như đang thản nhiên nhưng trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào trung nguyên của yêu yêu lại chẳng có bao nhiêu vui sướng ngược lại là đầy tức giận gia hỏa này thật sự là quá lỗ mãng trước mắt vốn là thời kỳ oán long độc bạo phát hắn lại còn dám dẫn động oán long độc nếu là oán long độc lại bạo phát thì ngươi cứ hảo hảo mà chịu đựng đi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người